tiên của một vị Phật gia thiền tông, muốn hỏi như sau: khi thân tứ đại của con mất đi, người nhà đem đi thiêu, rồi người nhà đã đem về nhà để thờ, sau 49 ngày thì mới rải cho cốt mình mới rải cho cốt của mình xuống, rồi rải cho cốt, thì làm như vậy thì con nghĩ như vậy là có làm có đúng theo căn tán của Phật gia hay không ạ? Tại vì cái người đó tu cái nào, tu pháp môn nào mới được. Và giờ mình tiêu đó là con người mà chỉ tu thiền tông mới được quyền tiêu thôi, còn tu các pháp môn khác có chừng thì người ta còn chấp đó, người ta không chịu đi đâu. Nếu mà thứ nhất ở trong dòng tộc mà thiêu đó là coi chừng cái gì nó vậy nha. Chỉ trường thiền tông mới được thiêu thôi, còn tất cả các pháp môn khác không được quyền thiêu đó. Nhưng mà muốn thiêu phải hỏi cái người đó như thế nào mới thiêu được. Còn chuyện đó bây giờ đó, mình thiêu thì phải để cái chung đồ cốt ở đâu, đừng có đem về nhà thờ, không nên. Phải đem về chùa hoặc đem về đi vô mấy cái chỗ mà để chuyên môn cho để cốt á, thì phải mới đúng được. Chứ đừng thiêu, đừng thiêu đem vô nhà, tại vì mình phải biết cái người đó chết ta muốn cái gì, tu theo pháp môn nào. Chứ chỉ trừ thiền tông có được quyền thiêu thôi, còn tất cả các bởi cái pháp môn pháp môn khác nó cũng chắc kia lắm, thiền tông đi ra ngoài nhật lý thì mới được quyền thiêu thôi. Cái đó phải hỏi kỹ coi là cái trường hợp đó trường hợp gì, chứ không phải muốn thiêu thiêu rồi muốn quăng nước sông thì quăng quá chừng đấy, quăng rồi thành ra thành hà bá luôn á. Giờ hỏi câu thứ hai đi. Trong cái bài kinh điển Phật gia thì con làm luôn cái con đường về Phật giới, làm như vậy thì có được không bác? Tiểu Phật gia thì coi cái người đó có người ta phải là Phật gia thân tình về muốn đâu phải muốn tiễn là tiễn, người ta không tiêu về mình tiễn làm sao? Cái đó phải rõ ràng, cái bình tiễn này nó dành riêng cho những người muốn về Phật giới mới tiễn thôi, còn tất cả những người không muốn về đừng có đọc cái bài này. Rồi hỏi tiếp, câu hỏi tiếp theo là: khi con có công đức hết và chưa được nhận được Phật tánh của chính mình thì con về được Phật giới hay không? Cái đó thì chỉ có 30% thôi, là do cái kỹ thuật của mình là sử dụng nhất từ tiền để về. Mấy công đức ít thì phải chịu thôi, phải đi về. Bởi vì nguyên tắc á, công đức nhiều vị thần thả ra mới về được, còn công đức ít ổng không thả đâu. Công đức ít có nghĩa là phước đức mình nhiều hoặc ác đức mình nhiều, thì ổng gọi là thực thi nhân quả để mà theo cái nghiệp của mình, chứ không muốn về được đâu. Mình đã cố gắng. Còn nếu mà mình ít sử dụng nhất tư thiền về được, cố gắng theo dõi cho kỹ. Mà bây giờ nói đúng là tạo công đức rất dễ, ngày xưa khó chứ bây giờ độ rất dễ. Mình chỉ có mấy quyển sách thì cho mượn thôi, chứ đừng cho luôn. Rồi người ta mà ta thích đó, thì mình cho cũng đã, mình mà trong đời mình kiếm được 10 người ngộ thiền mà mình quyết chí về là mới được. Nên nhớ rằng thứ nhất không sợ chết, tu thiền tâm mà vừa bệnh bệnh nó đi nhà thương cấp cứu cũng về được, gan dạ nằm nhà chết luôn, nó muốn cũng gan mà gan vậy, đừng có sợ nhào vô đó rồi nó thọc vô từ cổ mình, từ đầu thì bỏ đạo đi xuống từ dưới chứ không phải lên từ trên. Tu thiền tâm phải gan, tới giờ đó phải gan, sống muộn cũng đi, thì sống 2 năm cũng trả thôi đó. Chứ đừng có ngồi đó đưa vô nhà thiền rồi đâu cho nó mớ tiền, nó chọt vô từ cổ mình, nó cột tay vào chân mình rồi nó kéo mình đi luôn. Tu thiền tâm phải gan, lúc cái đang lúc mà lúc chết, chết mỉm cười đi, đừng có khóc mà đi, thì mới dễ thoát được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cho con hỏi là các vị Thế Tôn xưa đều gọi chung là Phật Đà có đúng hay không ạ? Các vị Thế Tôn xưa đều gọi chung là Phật Đà có phải như vậy không? Nếu Phật Đà nó
rồi mình dịch tiếng Việt Nam gọi là chư Phật, tất cả những vị Phật gọi là chư Phật. Thế còn cái Phật Đà là cái của người Trung Quốc, còn mình là chư Phật. Con đã đạt được giới chỉ thiền tâm như thầy nói đó, thì người đạt được bí mật thiền tâm chỉ cần giúp từ 3 đến 5 người về Phật giới thì con được đọc lại câu hỏi nè. Con đã đạt được giới chỉ thiền tâm, thì khi mà con đạt được bí mật thiền tâm đó, mà con giúp cho từ 3 người đến 5 người về Phật giới thì con có được về Phật giới hay không? Giúp trong 3 người thôi chứ không cần tới 5 người. 3 người về Phật giới là một người gọi là công đức ít, 2 người trung bình, 3 người vô lượng thì vị thần sẽ thả mình ra. Thì 3 người mà công về Phật giới, 3 người đó là ai biết không? Là đạo nhân vô tu vô chứng đó. 3 người về Phật chính là đạo nhân vô tu vô chứng. Giúp được 3 người đó thì thần nể thì sợ không dám được gần mình, đúng không? À, giống như thế gian mà đeo hoa xào tướng đâu phải giống rớt à. Chứ còn mà đeo thấp thấp hơn tới à. Còn về Phật giới không là cho mình, ông thần thả ra mình cũng về, ở đó tôi muốn về tôi đi nữa, tôi thấy trên nước Cực Lạc vui quá nên tôi lên đến sống tiếp, không sao nha. Để cho mình có quyết chí về là không, hai là mình có công đức không, ba là biết đường về không, nghe ai rủ đi đâu cũng đi là chết. Nên nhớ cái thế giới này là thế giới nhân quả luân hồi, mà thần là lập đạo cô hồn vũ đi đó. Từ đó sơ tập trung đó nói chuyện tên đất này đi, cô hồn dẫn đi, muốn đi đâu nó dẫn đi, dẫn đi theo đó luôn á. Giờ hỏi tiếp con hỏi tiếp theo là con đạt được giới chỉ thiền tông thì bây giờ con phải làm sao để con đạt được bí mật thiền tông? Đó trong đó thì chưa đọc hết sách nè, người ta nói nếu mà muốn đạt bí mật thiền tông thì phải có một kệ 12 câu trở lên, rồi có những cái bài giải trình. Ngày xưa đó mới đầu tiên mà truyền thiền là bắt buộc phải đọc hết, nhưng mà bây giờ nó nhiều quá thì cái bài giải trình không có đọc, rồi cái đánh giá không có đọc. Chứ nguyên tắc nếu mà truyền thì trong 5 người đó là đọc hết, còn này là có mấy chục không được, không tùy tùy ra à. Nhưng mà cái phần nó bỏ, nhưng mà cái phần dặn dò mà ta tăng lên, khi quyền ký công bố ra thì cái lời dặn dò được tăng lên, thành ra cố gắng theo dõi cái bài dặn dò. Rồi nhiệm vụ mình là muốn về là không, rồi phải tạo công đức có được bao nhiêu. Rồi hai đó là cái bài dặn dò, phải thuộc lòng cái bài dặn dò đi về Phật giới được. Bây giờ những người nào mà tạo một người về Phật giới, tức là mình cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng ở trong cái nhỏ đó. Hồi xưa không biết đạo nhân vô tu vô chứng là, bây giờ cúng dường một già Đức Phật không bằng giúp một người trở về Phật giới. Đây là một quan trọng, cái người này mới tạo công đức cho mình, chứ còn cúng ông Phật thì xin lỗi, ông ta ăn là ông có làm gì làm, mà trên thế giới này làm gì có ông Phật mình cúng. Thế giới này chỉ có thần với cô hộ người với mình thôi, một là cúng thần, hai cúng cô hộ Phật, cúng cái người tổ chức, chứ có Phật đạo cầu cho đâu. Bởi vì đạo Phật nó ra đời để nó nói rõ cái phần này, để ta đừng có lầm rằng đạo Phật không phải là cúng tụng đâu, không phải là lại được. Cũng chỉ là vừa rồi cái diễn đàn ba đã nói rồi đó, cúng dường một dạng Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng, đã nói rõ rồi. Nên thì mình nên cố gắng cái này, mình phải muốn tìm hiểu đạo Phật, phải tìm hiểu trong cái diễn đàn. Cái đầu bắt đầu diễn đàn nhiều anh em nói ra sự thật đó, mình cố gắng. Chứ còn nếu mình không theo dõi cái này mình sẽ làm. Và thứ nhất đó, tu đạo Phật đừng kiến chấp, có nghĩa là ai nói gì đó tôi không biết, tôi phải tìm hiểu cho kỹ thật kỹ, đúng tôi tình đúng thật,
Còn mình kiến chấp mà tôi là thầy đó, tôi theo thầy này, thầy Phật kia, tôi nói thiệt đó, tất cả những việc thầy không dạy, không ai dạy giải thoát. Vì sao? Đã ta đã thầy, ta không biết giải thoát mình là sao dạy cho mình. Chỉ có người nào cũng dám giải thoát thì tìm kiếm người đó học. Còn ông kia bậc 10 bằng tiến sĩ kệ ông, tôi biết ông có dạy giải thoát tôi tới tìm ông cũng có thôi. Tu đạo Phật là phải tu bằng trí tuệ như vậy, tôi tìm hiểu cho thật rõ, đừng ai nói cũng tin. Nhưng mà căn bản người tu đạo Phật phải hiểu rằng cái đất này năm loài sống chung, ngũ thú tập cương và một loài thực vật. Nhiệm vụ của mỗi loài nên nhớ tìm cho kỹ nhiệm vụ của mỗi loài ở trên cái đất này thì mình tu nó không sai. Còn nếu không biết, gọi là ta gọi là tu mù, tu không thấy được. Câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp là cửa hải triều âm của trái đất có phải là bắc cực hay không? Cửa hải triều dương có phải là nam cực hay không? Tạm giới là việc có bắc cực, nam cực. Bắc cực, nam cực là nói về trái đất. Nha, có nghĩa là hiểu trái âm nó không biết nó tạm giới nó quay kiểu nào, biết như cái đầu hút vô là âm, mà cái đầu đẩy ra gọi là dương. Mà dù tam giới hay trái đất hay là bồ tát đạo nó cũng quay theo kiểu tám phương bốn hướng, có nghĩa là một ngày trước nó hướng bắc mà ngày sau nó hướng nam, nó vậy, nó quay cái kiểu đó mình không hiểu nó đâu. Mà cái hút vô giống như cái bông bóng nó bay quay tròn vậy, mà đầu nó hút vô là mặt đẩy ra là dương, mình phải hiểu nguyên tắc này. Còn cái thế giới này á, mình nói về bắc cực nam cực là nói về trái đất, nên nó đất một cái đất so sánh với càn khôn vũ trụ nó giống như một cái hộp cát thôi, nó mới lớn hơn hộp cát rồi. Thì mình làm sao mình hiểu cái thằng nào bắc thằng nào nam, nó quay theo kiểu tám phương bốn hướng, có nghĩa là bây giờ buổi sáng mình thấy nó bắc, cái buổi chiều nó về nam, nó đây vậy. Mà cái đất này nó quay tốc độ là 1.200 cây số một giờ, vì thế nó tạo ra gió được. Sở dĩ mình ở có cây cối thì cái gió nó thế, chứ nếu mà rành nó cũng vô mình. Giờ người nào có tiền mà ở được cái tòa nhà 60 tầng nó lên luôn, nó thổ cho mình. Mình ở đây tại mình thấy cái nhà nó 60 tầng này thấy ẩu trên nó không dám mở cửa luôn đó. Nếu ai có tiền mua cái chung cư ở xuống mấy chục tầng người ta đây, gió dữ lắm cho mình. Còn mình ở dưới này nó thấy là tại vậy đó, cái đất đất nó quay mà mình cứ tính ra là vòng quanh cái đất là 40.000 cây số, 40.075 cây số, mà cái đất nó quay 24 tiếng đồng hồ đi một vòng, thì nghĩ đi nó quay cỡ nhiều, lấy 40.000 chia nó ra bao nhiêu, nó quay khủng khiếp lắm nha quay, nó quay vậy nó tạo được cái lực hút là một, thứ hai là cái nó tạo được cái không khí, cái gió này. Chứ còn nó đứng nó không nó không tạo được cái này đâu. Giờ câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp, do con chậm chạp yếu kém không tạo được nhiều công đức thì đời này không giải thoát được. Khi chết con xin vào dòng tộc, xin ở tạm, không đi đầu thai làm người, mà đợi đến lúc huyền bí và pháp môn thiền tông được phổ biến ra, con mới xin đi đầu thai làm người. Xin thưa như vậy có được hay không? Này không được, hoàn toàn không được. Nếu không về Phật giới được thì bây giờ có ai đi làm Phật niệm hoài cũng hơi ít thôi, lên để ở đúng 10.000 năm trở lại đúng cái chu kỳ. Còn nhập tập vô đó không có cái chuyện mà ngồi đó phải là bắt buộc dân tộc bắt buộc phải đi theo nhân quả, còn không muốn đi nhân quả thì đi ra làm cô hồn. Mà làm cô hồn thì nó là quên cái thời gian duy nhất, muốn mà đợi cho A Di Đà thành Phật á thì phải lên A Di Đà sống trở á, rồi cố gắng ngộ trở á, đợi A Di Đà mới ông ơi thọ ký cho, rồi sau đó ông mới nhận về thì mình phải chắc chắn được. Chứ đừng có đi dọc đi đâu đó. Một, không tu được thì ai với đạo Phật hoài. Thứ nhất, thứ hai là mình cũng phước thiện cũng ít, không cần nhiều lên để chỉ làm nhỏ thôi. Đừng có
đừng có phụ phẩm liên quan chi cái lên. Cái có nghĩa là được ở đó là ta sanh ra đúng cái chu kỳ một nhiều vật khác ra đời trời, thì A Di Đà sẽ dẫn mình về cái lên trời. Mà ông A Di Đà ông thọ ký được cái gì thua luôn á, điều tự mình chú cũng biết là được, biết được đâu rồi. Rồi hỏi tin câu hỏi kế tiếp: vì sao Đức Phật không ra đời vào thời văn minh không gian lên cao để dạy thẳng pháp môn giải thoát cho con người, mà phải ra đời trước 2600 năm? Phật ra đời nó chửi vậy. Cái thời văn minh là cái thần tiền bạc, cái thần địa vị, mà lần đầu nói giải thoát bây giờ là mình nói trên. Bây giờ người ta âm thầm ta nói nó còn chửi mà chứ đừng nói Phật rồi đấy. Không, Phật là cái gì? Là bốn là con người. Có để ý, cái để ý mà khi mà ông Phật là thời đó mà Phật nói về cái pháp môn này chửi ông này, cái thời này không được, vì Phật không ra đời được mà phải ra đời từ thời đầu đồng, có nghĩa là con người, nghĩa là nửa khôn nửa dại mới được, rồi để nó kéo dài đi chứ đâu phải pháp môn này nói liền được. Mà nó khó, nó không có chỗ này. Vì bơi ông Phật là phải đi theo cái chung quy vậy. Mà khi mà mất rồi không còn ai hiểu cái này, thì tất cả những nền từ văn minh, khoa học, đạo Phật nó trở về trong không gian hết, nó nằm ở đỉnh hết. Rồi giờ nào Phật giảng mở ra thấy giá xuống ha. Còn nếu các nhà khoa học á, nó phải cảm thông. Mình tưởng đâu nhà khoa học có giỏi đâu, cảm thông được, nó hiểu được. Có nghĩa là các ông có ngày xưa ông đã từng là bác học cái ngành đó rồi đó, mà ông chết rồi. Ông lên để nó mở tợi xuống này rồi mới đi, mới nắm được cái nền văn minh không gian, ông mới làm lại cái gì này. Không phải ông bác học là giỏi lắm, ông cũng là đời trước ông nó cũng làm cái chuyện này. Bây giờ mình thấy những người mà ta nói vô thần đồng, nó có cái lý do này, thần đồng là cái gì? Làm con người cũng từng nói, nhưng mà khi mất rồi nó phải đúng cái chu kỳ nó lại trở lại rồi mới tiếp nối. Có nghĩa là con người đó có cái nghĩa là ta phải tiếp nối công chuyện người ta, ta gọi là thần đồng. Có nghĩa là ông đó hồi xưa là ông là bác sĩ đi hay là kỹ sư đi, mà ông muốn trở lại cái này thì ông tạo được cái phước nó căng mắt ông trở lại, ông trở lại trở nhanh quá thì ông phát hiện thì cái nó không xóa được cái nhớ cậu. Có giờ xóa được cái quên thì đương nhiên là mới 13, 14 tuổi rồi thì ông phát hiện đây thì ta kêu cũng là thần đồng vậy không. Chứ là sự thật là cái nó nằm ở trong cái tàn thức của mình, nó có sẵn trong đó. Thì tất cả đạo Phật, bây giờ đạo Phật nói là tất cả cái quy luật này, thứ nhất là cái thiền tông này nó phải đúng với chu kỳ nó mới phát được. Chứ không có nói vấn đề mà cái thời kỳ mà văn minh này mà phổ biến thì không có Phật nào dám ngồi phổ biến văn minh thôi. Mà bây giờ sở dĩ mà cái thiền tông này nó ra đời á, nó ra đời để đi là nó cứu giảm con người lại. Cái thời buổi này cái sử dụng tánh người riết nó bảo đảm là không qua 10 năm nữa. Phải làm sao các vị mà hiểu được tánh Phật mới dừng lại được, thì nó cứu nhân loại còn không có chi tiêu diệt sớm. Rồi các bạn, câu hỏi kế tiếp: con có biết một số người hiểu và theo pháp môn thiền tông nhưng họ vẫn còn muốn được làm người vài đời nữa, nhưng họ có thường hay cúng dường và ấn tống sách, vậy người đó có công đức không ạ? Cúng dường là nó tạo hai cái loại, một phước đức và một ác đức. Cúng dường nó có hai mặt. Cúng dường cho thầy làm phước thì mình có phước theo ông, mà cúng dường để mà ông tạo sinh sống mới khỏe thì mình theo ông luôn, ác đức đó. Rồi còn gì nữa? Ấn tống kinh sách. Ấn tống kinh sách thì nó có dạng sách nào? Sách thầy bói, sách giảng sanh, sách vật chú, nó có mấy con đường đi. Sách giải thoát thì có công đức, mà sách làm thầy bói thì có ăn đức, sách giảng sanh thì có phước đức, sách làm thần thì có phước đức âm, nó đi mấy con đường.
chứ còn bây giờ nói sách nào giờ phải nói cho rõ và đủ sách cho ứng tâm thành gì. Nếu mà ấn tống kinh sách về giải thoát mà khi mình công đức được rất nhiều người, rất nhiều người về Phật giới rồi, mình có làm mình giúp được rất nhiều đạo nhân vô tu vô chứng rồi đó, thì ông thành ông biểu đuổi ra ông nó không cho ở đây được. Thì ông đuổi ra thì mình không phật trước mình về, nhưng mà ít qua phải hiểu sơ là cái đó là cái gì, chứ không phật là nó không, ông đâu có nói đâu, thì ông cũng dẫn mình đi mà cũng đi không đó, mình phải hiểu cái này nè. Thành ra bắt buộc là phải làm sao tìm được, hỏi về cái vấn đề mà trở về Phật giới, đừng có về Phật giới, phải hiểu cho rõ cái này. Giờ câu hỏi chứ. Có một số sách được biết là khi con người sống vong ân tội nghĩa thì chết sẽ tái sanh làm súc sanh. Thưa Thầy, có phải vậy không? Tức là một số sách đó biết đó là tức là con người mình sống mà vong ân tội nghĩa thì chết sẽ được sanh vào tổ súc sanh. Đó là tùy theo dân ân hội nghĩa nè. Bây giờ đó, dân ân hội nghĩa thì đa số phải vào trong vòng tập để trả nhân quả, phải cái đây nó nghiệp nhân quả, chứ còn súc sanh phải súc sanh là phải giết nó minh bạch nó đi vào cái thế giới này. Còn mình dân ân hội nghĩa thì là phản bội đầu thai kẻo lợi quỳ cái này, cho nên nó bây giờ đâu anh mình mang nghiệp sát rồi mà vô súc sanh dù không luôn được trở vô dòng tộc. Vì thế mà tại vì có nhiều cái người ở trong gia đình nó đủ chuyện hết, chứ phải vô thì hiếu thảo, vô thì quậy phá, vô thì đòi nợ, vô thì làm cho ông già bại sản luôn đó, cái đó là cái nhân quả. Chứ là mình trên đàn còn thế, còn súc sanh là phải sát hại, cái này không đúng. Rồi có hỏi tiếp gì? Câu hỏi tiếp là trong sách của Thầy viết cũng có nói về một nhà sư nói nhân quả không can thiệp vào những người tu cao, và vì câu nói sai mà phải làm kiếp tròn 500 năm. Vậy ngoài việc sát sinh thì phải làm súc sinh để trả quả quả, thì còn nguyên nhân nào khác nữa không? Xin Thầy dạy thêm. Ví dụ mà mình nói người ta về nhân quả thì kêu bằng đọa vào làm kiếp trồn là của một ông thiền sư ở Trung Hoa, ông thực hiện cái này. Bởi vì trong cái một thiền sư á, phải nói cho đúng, nó có hết có hai cái điều. Một là anh lừa người ta đó, thì anh đã bị làm thực vật đó, nên thiền sư mà lừa lấy tiền ta làm thực vật. Còn nếu mà thiền sư nói sai là nó bị đọa vào làm cái loài súc sanh đó. Đó, bởi vì này ổng là nói sai chứ ổng phải là ổng mới được nghe. Cái ông này là ổng nói là một vị hỏi một vị tu hành cao có bị nhân quả không, có rơi gì ổng nói không, ổng đang phủ nhận nhân quả. Tu ở đây có tu hành cao gì đấy, tu cao cỡ nào cũng chết hết chứ đừng lên. Vì thế ổng nói sai thì ổng mới bị làm cái kiếp phù ly. Nên nhớ là một thì lấy danh làm được giờ, còn nói dối nói sai thì bị đọa là đọa vào là súc sanh. Phải hiểu rõ nguyên tắc này, chứ không phải thiền sư nào cũng vô thực vật mà thiền sư nào cũng vô súc sanh, không có. Dù không thiền sư hay là không thiền sư, nếu mà anh làm thầy đứng giảng pháp mà giảng sai là anh bị cái đó, không cần thiền sư hay là giảng sư gì hết. Anh nếu mình biết thì đứng giảng, không biết thôi, biết quy luật nhân quả nên ngồi vật lý nhận giảng. Còn không biết anh ngủ quỳ anh nằm ở nhà ngủ chứ đừng có ngồi đó giảng. Người ta sai thì bị là kiếp đọa súc sanh, còn mà giảng lấy tiền người ta làm thực vật, nó phải hai con đường rõ ràng như vậy. Rồi câu hỏi tiếp, câu hỏi tiếp. Trong kinh Địa Tạng nói ở địa ngục thì bị phạt vào biển lửa châm dầu thui sắt vân vân, còn trong sách của Thầy viết thì chỉ nói cõi âm là tối âm, âm lực nhiều và vô minh dày đặc. Vậy phải hiểu như thế nào cho đúng sự thật? Địa ngục
thì trong đó nó giống như là ở trên mình, ở thế gian này, cái người mù mắt đó, con hù gì họ sợ cái này. Nó đi ngủ vậy, nó qua chừng nửa trái, bắt đầu nó sợ, nó chạy nó đụng chuyện đó. Có nghĩa là cái địa ngục là nơi cái vùng đất không thấy được, mà do con mắt của mình không thấy được. Vậy sao con mắt mình thấy được là vì con mắt mình điện từ âm nhiều quá hết thấy luôn. Thì nó nằm bây giờ trong địa ngục, ở trong cái đất này không có chạy đâu đó. Giống như bây giờ con người ở đây mà mù quá ha. Rồi có nhiều người, mấy người ta thắc mắc rất là gì, thắc mắc như mà là họ lừa đó, vừa hù với ông mù. Rồi sao? Ông nghe nói vậy ông hết sao? Có chân xe, ông sợ cái xe, có chân lửa, ông sợ cái lửa. Địa ngục mình nằm không có dạng này. Nhưng mà nên nhớ một điều á, địa ngục vào trong đó thì rất nhiều người phá. Có nhiều phá kiểu này, phá kiểu kia, phá kiểu nọ. Chứ còn nó, sách mà viết nói này vậy trong ngày khi một chảo dầu cái đó là người ta nói để ta hù thôi. Cái đó là của người Trung Quốc, người ta nói để ta hù, hù cái cảnh địa ngục thôi, chứ làm sao có cái chuyện đó. Giờ tôi hỏi tiếp. Có một số người không tu theo đạo nào hết, nhưng khi cuối đời bị đột quỵ hoặc nằm liệt giường nhiều năm, vậy họ có phải vào những con đường hoa báo để trả nhân quả cho đời trước hay đời này họ tạo nên những sự lừa gạt người khác hay không? Cái đột quỵ mà con người không biết, mà tại con kiều màu mà nó kém cái gì, kiến thức về ăn uống. Ví dụ mình bị tăng sông thì mình chắc chắn là phải đứt cân rồi đó, nhưng mà mình kém cái này thì mình ăn không đứt, thì đây là cũng là cái nhân quả. Còn nó cũng có thể là cận đời trước anh đã bị cái này, nhưng mà ông chưa làm được giờ này hưởng cái phước dương, rồi bây giờ anh hết rồi bắt đầu trở về tự dành rồi. Có nghĩa là nên hưởng phước dương hết rồi, hưởng phước âm hết rồi mới tạo lại làm tự dành. Có nghĩa là thay vì cái đời trước á ông vô tự dành liền, nhưng mà tại vì cái phước âm ông nhiều quá thì dòng trên nên làm được là người. Rồi tới thì thôi bây giờ trước khi trở lại thay vì vô dòng tộc, không vô dòng tộc thì đi dập vào trong cái thế giới chuyện thương dạy. Bởi vì cái nhân quả đó nó kéo dài một chuỗi chứ không phải một hai đời đâu, nó rất nhiều đời. Thời con hãy tiếp đi. Vì những gì mà các chư Phật ở trong Phật giới không nói tiếp nhau để truyền thiền tông mà phải đợi 10.000 năm mới truyền một lần. Muốn truyền thì phải một cho một con người mà trung kỳ của một trái đất nha, thì nó phải có thượng pháp, trung pháp, hạ pháp, mặt pháp, nó phải đi theo cái trung kỳ này. Chứ bên đó ông ở bên kia ông không có sử dụng cái ngôn ngữ của người, cái tiếng là người, cái người mà truyền được vì thế mà nó phải đi theo cái chu kỳ, phải là một con người dạy cái này. Còn vị Phật ở bên kia thì làm sao mà dạy, thì bắt buộc muốn dạy này phải là một con người. Nhưng mà đúng cái quy luật cái chu kỳ đó thì cái con người khi thời văn minh thật cao người ta mới chấp nhận. Còn mà văn minh mà mờ ảo bảo nó không thân tâm chấp nhận đâu, mà khi nghe thần thánh là nó mê rồi, lại có phước mà nó mê rồi. Phải đúng cái chu kỳ cái đó, thần nào cũng vậy, ra đời phải thật phải cái đất này. Khi giờ bây giờ cái đất này nó hủy diệt đi, 7.000 năm sau thì nó mất bắt đầu ổn định lại. Rồi một vị Phật ra đời, vị Phật ra đời dạy pháp môn, năm pháp môn có vật lý, sau cùng cũng đưa cái pháp môn giải thoát, mà phải đợi đời mạt được pháp mới giải ra được. Nó phải đi theo chu kỳ của nó. Đây là họ biết Phật sắp đặt sao, nhưng mà cái ông Phật nào cũng phải đi theo quy luật này, chứ không có cách nào thoát được. Nếu mà cái đường thời giải thoát á, nếu mà nó đừng nói đi, trước đây khoảng 60 năm không được giải, 60 năm trước người ta cần đi xe đạp thôi, xe gắn máy có một hai chiếc thôi, 60 năm thì được.
đó cũng là nguyên cái ví dụ này chỉ có một chiếc hai chiếc xe đèn gắn máy của như xe đạp thôi, mà xe đạp thì khó kiếm như thế này, lúc đó là còn đi xe ngựa rồi. Thế là mà nền văn minh nó đến đó, thì nó bắt đầu nó đến 1968 cái đi, rồi bắt đầu mà văn minh nói là nói đó. Bây giờ nền văn minh này đã vươn bực rồi, sau năm 2002 mới văn minh nói tung ra, cái văn minh mình lại mới có 7-8 năm nay thôi, văn minh hình không gian mới có lộ diện ra nên mấy như vậy. Cũng như Bill Gates này nó có 25 năm nó lấy được cái mạng điện thoại này 25 năm, nhưng mà nó phải là mấy chục năm sau nó mới hoàn chỉnh được. Thành ra cái chu kỳ của ông Phật ra đời như vậy. Nhưng mà cái khi mà điện tâm mà nó ra đúng mức của nó ra thì nó xóa một số người tính gì đâu, nó chỉ xóa được một số thôi chứ không phải xóa hết. Rồi có hỏi tiếp đi. Khi con tạo được nhiều công đức nhưng không thể sống với một tánh thường xuyên được, vì cuộc sống vật lý rất là nhiều thứ phải suy nghĩ, vậy thì con phải dường dương như thế nào và phải khắc phục cái tánh phận của mình phải như thế nào? Về tánh phận cái gì, tại cái này chưa có hiểu nguyên tắc đó. Ở trên đất này cái tạo công đức đi, rồi đi đâm heo cũng chó cũng được, không thành vấn đề là giết người còn được mà. Có công đức ra thì có công đức ra thì cái phước cái ác của nó thuộc về âm, cái phước của nó thuộc về dương. Vì thế mà Phật bảo là một kẻ đồ tể buông năm thành Phật, trong đó là chuyên môn đi giết người, tại sao thành Phật được ra đây cả? Ông tạo một cái công đức gì kia đó nó thuộc về điện từ âm, mà khi mà kéo vô trung tâm vận hành từ âm trở về âm dương, cái gì ở dương thì công đức ổn hiện mình ra và tánh Phật lộ diện ra thì sống bằng tánh Phật. Còn những cái chuyện là con phải bằng cái bằng thì do vô đó rồi mới nói được câu là nghiệp chướng bổn hay không, có nghĩa nghiệp chướng gì trên cái đất này mình tạo ra hoàn toàn là không có thật, nó là do cái hình bóng của điện từ âm dương thôi. Đó mình phải hiểu nguyên tắc này. Còn bây giờ mình tạo công đức đi, mình sợ gia đình mình sống sao sống thành vấn đề, nhưng mà phải tạo công đức. Trước khi mình chết có sợ không? Đừng có sợ. Cười. Dạ, tôi bệnh tôi chết thì đúng rồi, tôi tuổi già tôi chết thì được. Hoặc là tôi ung thư tôi chết cũng được đâu. Mày muốn chết tao cho mày chết được. Rồi mình cười đi. Ai rầy mình? Cái đó là mình tự tại đi về một giới đó. Chứ mình có công đức nhiều mà đều mình sợ là sao? Sợ là mấy ông cô hồn của hồn mình vừa sợ nó hồn mình. Cái đất này mình phải coi chừng cái ông cô hồn á. Ông thần cũng sợ, mình sợ cái cô hồn. Ông nói chuyện là vậy mà ông chủ mình á. Lạc cho ông rồi thôi là phải thua luôn. Rồi, câu hỏi tiếp này. Dạ, câu hỏi tiếp theo là thầy cho con hỏi là tại sao những cái dòng thơ thanh tịnh thiền trong con cứ tuôn đổ ra ngoài mà tung ra ngoài mà không thể nào ngăn lại được? Đây thì dòng thơ nó chảy giống như nghĩa du rồi đó, mà nó chảy cái kiểu gì, nó chảy thơ ca nghe là nó khác, mà thơ thiền đó khác, mà thơ cô hồn là khác. Nó có ba cái dạng ở trong diễn đàn nó nói thơ thanh tịnh khác ha, và thơ về thơ ca đúng một lý đó nhá, còn thơ cô hồn đó mình phải hiểu cái này, khỏi cần nữa chặn giữa nó ra như giết nhiều đi, rồi mình lặp lại còn cái nào là cái nào mà hồn được xài, cái nào mà thơ ca được xài, cái nào mà thanh tịnh không ra xài. Có nghĩa là một ngàn câu chứ không giết được 20 câu rồi, nó có nhiều rồi. Tìm được gì tu thì không có hiểu nắm được cái nguyên tắc này. Cái ngày xưa nó dành cho chi lỗi Nguyễn Du giết cái cuốn sách lên Kiều Kiều dày phải 500 trang. Ông nói về vấn đề nhân, về nhân sinh thôi chứ không đâu có nói gì mà ông nhân sinh rồi than khổ, than khổ đó phải là kêu là kiều triết lý á, chứ ông đâu có dạy làm giải thoát trăm năm trăm cõi người ta, nó phải vậy thôi chứ đâu có đâu ông than khóc thì thôi chứ ông đâu có nói chuyện gì vậy thôi. Rồi câu hỏi đi. Dạ, câu tiếp theo là nếu con chỉ đọc 11 quyển sách, học và thực hành theo những gì trong sách
con không theo dõi những thông tin ở chùa cũng như những gì ở chùa con biết ra thì tỷ lệ thành công về giới của con là bao nhiêu? Giờ đó về chùa không theo chùa bây giờ nên giới là mình hiểu được cái công thức của nó. Đường về Phật giáo có ba con đường, một là ham muốn, hai là công đức, ba là công thức, có vậy thôi. Mình khỏi về chùa. Còn nếu có thì giờ mình cũng nên là theo dõi trên mạng để đi, để nó bổ túc cho nó vững vàng hơn, đừng có sai. Nếu mình không theo dõi thì nó bị sai, sai đến chỗ là ông bên cô hộ vụ mình đi tu trường cái này chứng được cái nghiệp mình chết mình kẹt đó, mà mình đã mình lỡ theo rồi khó khó mua lắm. Mình phải để ý cái phần này. Còn chuyện bởi đây cái này ta không bắt mình tu đâu, mà chỉ bắt mình phải học hỏi hiểu biết thực hành được, người ta bắt không bắt tu. Nó không bắt tu thì nó cũng khó chứ, người ta không biểu tu đâu, mà biểu anh học cho thuộc, hành cho đúng, biết đường đi về. Ta cần mình ba cái đó rồi. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, ý tiếp theo là khi mà giáo lý Thiền Tông ra đời á, thì con có cần phải đọc thêm 11 quyển sách nữa hay không ạ? Giáo lý Thiền Tông ra đời có nghĩa là nó trình bày từ con người cách này kia, nó trình bày cách rõ ràng hết, không có thiếu sót một cái gì hết. Thì cái này đã thì dùng cho những người mà điều khiển cái đạo Phật Thiền Tông này, ta cần học hết. Còn mình không cần, mình chỉ cần đừng có làm hơn cái nhất, mình tạo công đức đừng có làm, chứ mình không cần giáo lý. Còn nếu mình cần giáo, có giáo lý ấy, thì nó có hại của mình. Thứ nhất, mình cầm giáo lý đi phê cái này phê kia là chết, nó đọc là chết đó. Cái giáo lý này giống như con dao hai lưỡi, con dao mà không có cán không giáo lý, con dao cái bên nào cũng cầm cũng chết hết. Đừng có tưởng thấy nghe giáo lý ra là ăn. Giáo lý thì đi dành cho người nào có cái nhiệm vụ chuẩn hóa đạo Phật lại. Chứ người thường cũng không nên đọc giáo lý. Đọc giáo lý là sao? Mình lên mình chết chết chết, mình nói gặp ông này cũng đưa nói, nó thành đọc cho mặt người ta. Lúc đó mình chết sống hơn. Nó hóa chê hơn. Bây giờ tôi nói là những cái chuyện mình nói sơ ra mặt tầm lại còn chửi. Chứ còn dùng đường giáo lý của cầm mình đi quen người này kia cho phô tô rồi. Rồi cuộc đó nó truy ra là chết luôn đó. Đừng có ham giáo lý. Giáo lý có nghĩa là ta nói rõ ràng trắng như ban ngày từng chi tiết một, có vậy thôi chú ơi ha. Mà giờ mình đã hiểu căn bản 60% này nó đã đủ, mà mình tu theo đạo Phật giải thoát là gì, để biết con đường trở về thôi, chứ còn đừng ham chi cái này đó. Người nào mà có các cái lãnh đạo ra một cái dây thì cái chùa này nên kiếm cái giáo lý gì để đi đường nó sai. Chứ còn nếu mình tưởng đồng tưởng giáo lý là hay lắm, mà nó nói trắng bằng ngày dám không? Giờ cái đất này là cái đất vật lý này, cái đất vật chất này, không phá toàn bộ hết. Mới vừa rồi đó, mới nói vừa mới cúng dường đó, xa số như vậy, không còn cúng dường đậu trên vô tu vô chứng. Bây giờ đi thấy cái chùa nào đang cúng thì đem cái bài này vô nói đi, rồi chịu nổi không? Nó chỉ cần cúng thôi. Được kinh Kim Cang nói mà mấy ông kinh Kim Cang học chinh để làm bằng cái mẫu nhất thực hành, gõ mỏ cầu ta rồi gõ mỏ âm thanh cho người ta là người đạo ma chứ sao được, có chùa nào gõ mình vô mà nó đang ngồi tụng kinh nữa thì mình đọc cái dây này ra chứ coi chạy ra khỏi chùa đó nó chỉ chết được á. Đừng có nên, giáo lý là cái chuyện là để dành cho những người đã có cái nhiệm vụ kêu bằng là lèo lái khi cái chuyện là Thiền Tông này mới này có giáo lý để cho đừng có sai. Chứ bây giờ tất cả những người đây hoàn toàn là cái xin lỗi mình á, cái đất này năm rồi tập trung giờ cũng ngoài đây mình suy nghĩ đi, không phải đâu đó tôi ra ở đây rồi cũng rồi rồi là sau cái điều đó đậu cho nó thấy chết rồi đó. Rồi bây giờ người ta nói chỗ này linh chỗ kia linh được cúng được cầu xin lại tờ xung quanh đó là ai không chứ không phải mình. Mà giờ chỉ đổ thờ cho ông trời, ông trời là ở đây này ông Phật nói ra đây là năm loài sống chung chỉ có thần người và quỷ thôi, anh cúng ai thì cúng
chúng ta cho đúng. À, chứ đừng có tưởng tượng qua cái vụ mà giáo lý nó sẽ ra, nhưng mà con sẽ phát ra cho người nào thật tình cần, chứ không phải muốn chơi, muốn lấy ra rồi để đọc tùm lum ta la nó bị coi chừng. Rồi con hỏi tiếp được. Tạo công đức mà một cách vô tư trong sáng không chấp ngã. Cái này thì dễ, tôi nói là mấy bộ sách nhà, mấy cái mái nhà cho mượn, số mình có 100 người đó thì cho mượn đủ, nhưng mà từng người cho mượn ngày trước ngày sau trả đi, ngày trước ngày sau toàn lại đi. Nếu mà cái người đó cho tôi thêm ngày nữa là chắc ăn rồi, còn mới vừa lại đến trả tiền không kể gì rồi. Trong sáng là để mình đâu có đi mời đi, mình đi tỉnh đây. Mình cứ nói là tôi có cái này hay mà tôi không biết, thì muốn đọc cho chị đọc cho người chị nghe. Nếu là ngày mai chị trả lời tôi, đừng có kéo 3-4 ngày. Dù khó ngày mai đi đòi nó năn nỉ là được rồi, tôi bắt đầu công đức nhặt chạy vô núi đó. Còn mới giờ lên nó thấy cái cửa đó là nó đem nó trả được rồi, không có gì tôi đi về. Không lẽ 100 người không kiếm được 1-2 người, mà đâu có mất đông mất người gì đâu. Tiền có tiền thì mua, không có là chùa xin, chùa giờ nó cho nó thiếu gì nữa. Giờ có hỏi tiếp đi. Xin thầy chỉ cho con cách là làm sao mình biết được người nào là công đức ít, người nào là công đức vô lượng. Cái công đức ít nhiều thì dễ, chứ còn vô lượng khó lắm. Vô lượng là cái người đó phải về một giới mà nó về, nó đâu có báo cho mình đâu. Mà khi nào mình thấy á, mình tự nhiên á, mình giúp người đó, mình cảm nhận được người đó về Phật giới không, mình cảm nhận được. Nhưng mà cảm nhận chỉ 50-70% thôi, chứ không đúng 100%. Còn ví dụ thấy mình giúp người ta hiểu, hồi xưa ta mê, ta cúng tụng để người ta bỏ, đó là mình có công đức đó chứ, công đức đích. Rồi tự người đó, ta tìm được, người ta được truyền với bằng tiền công, ta có công đức vừa rồi đó. Còn cái về Phật giới khó lắm. Về Phật giới, nhưng mà mình nhớ một điều, khi mà tự nhiên cái người nào mới về Phật giới, tự nhiên mà có một ngày nào một giờ đó mình cảm nhận được. Khi một người nó về Phật giới, tự nhiên mình biết được, đó là tự mình biết, nó thật nó lạ, rồi con người nó lạ, nó phát ra những cái gì, dường như cái lực của người đó nó tác động lên mình, nha. Mà cái này nó khó phân biệt lắm, nhưng mà nên nhớ là khi mình cảm nhận được này biết. Bởi vì đây có nhiều người đó, có nhiều khi họ cũng cảm nhận được, họ hiểu cái gì, những cái mà mình không hiểu được mà nó tự sáng ra, chính là mình có công đức vô lượng. Một người trở về có nghĩa là một người trở về thành Phật, được người ta phục vụ lại cho mình, ta làm cái hiện tượng cho mình hiểu được. Tôi đã nhờ, ông nói vậy tôi mới về đó, giờ tôi về đây tôi là toàn năng toàn giác, mà cũng không nói được cho mình, thì tự nhiên mình ta làm cho cái mình nó có kiểu tiến khác rồi đó. Nhưng mà mình không quan tâm đến cái này, mình cứ một lòng mình làm đi, rồi có công đức nhiều thì nữa mình về sẽ biết. Rồi con hỏi tiếp. Khi mà được rơi vào cái tánh thanh tịnh Phật giới rồi á, thì phước đức nó có chuyển thành công đức được hay không ạ? Khi mà về Phật giới được rồi á, thì phước đức nó có chuyển thành công đức cho mình hay không? Câu hỏi này là chưa theo dõi cái trên lời dặn dò. Cái phước đức, cái ác đức đi vô trong trung tâm vận hành luân hồi, phước đức là điểm từ dương, ác đức là điểm từ âm, nó vào trung tâm vận hành luân hồi. Trung tâm vận hành là cái nơi nó không tiến hút, mà cái tánh cái trung âm thanh của mình nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, nghiệp phước đức âm thì cấu tạo bằng điện từ âm, nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương, vào đó tự tan ra, nó trở về ngôi vị của nó, làm sao mình diễn được, không có chuyện. Nhưng mà có khi mình còn sống ở đây, mình hiểu rồi, từ xưa mình làm cái gì, mình muốn chuyển cái phước đức đó thì được. Bởi vì tôi nói là phải nhờ vị Bồ Tát á, hoặc là ai là đó, tôi không xài cái phước đức này,
tôi hướng tôi tặng lại cho người bạn tôi ngày xưa đi chúng tôi đó, rồi tự nhiên nó qua. Nhưng mà hai vị đó mới có thể chuyển được, chuyển cái phước đức mình cho người khác được. Nghĩa là đỡ đi giống như mình ở đây mình đi Mỹ á, tôi có mới tiền Việt Nam mà thực cho Nga quên thì được, chứ qua Mỹ thì còn cho gì nữa, không phải nó xài đô la đâu, cái tiền này không xài. Thế qua Mỹ là nó khác rồi. Còn về trung tâm điều hành lúc đầu thì ác rất phước rất gì mất hết, nó tăng mất hết, mà chỉ còn công đức trở lại thôi. Cái công đức này là cái chân thật của thế giới này làm ra, giống như ở cái đất này quá chất nó hợp lại thành kim cương, nó chỉ ở trong này thôi mà cái kim cương nó mới bất hoại đó, mình phải hiểu cách. Còn cái gì mà trừ ra công đức nó đi vào trung tâm điều hành thì nó không bị mất, còn cái người phước đức an ninh minh hết, nó trở về cái bản chất của thế giới vật lý hết, rồi mang cái đó về kim thân Phật nhào vô để lên ra kim thân Phật, rồi tánh Phật nhào vô mới là mang thân một vị Phật. Chứ còn về đó thì phước đức an ninh nó còn đọc không phải được, chuyển từ quan và động cơ nó xài cái này được. Giờ thì họ hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là con có những người thân ở trong gia đình mà ở vùng quê hẻo lánh á, khi mà con đưa cho họ sách Thiền Tông á thì họ cảm thấy rất vui, họ cuộc sống của họ được thoải mái hơn, vui vẻ hơn, như vậy thì con có được công đức hay không? Công đức một phần công đức nhỏ đó, gọi là cảm ngộ đó, có nghĩa là cảm ngộ tương đương được yếu chỉ Thiền Tông. Tuy không họ không xin yếu chỉ Thiền Tông nhưng mà người ta cảm ngộ là con có phần tương đương với một người Phật tử Thiền Tông, gọi là công đức nhỏ. Rồi hỏi tiếp rồi. Ý tiếp theo là khi mà họ vui rồi đó, thì con có nên tiếp tục phương tiện để mà giúp đỡ họ hay không, hay là chỉ nên dừng lại để họ tìm hiểu sách thôi? Thì mình có điều kiện thì giúp hơn, là cũng dẫn động ta tiến tới giúp để trở thành Phật gia cao hơn chút. Có nghĩa là cái người đó mà hiểu cao thì phước công đức mình đã gia tăng. Còn nếu mà hiểu bao nhiêu đó là đứng được là Phật, bao nhiêu đó là ha. Giống như có một cái con đã có cái hộp xoài này, thì gặp cầm đó là cái hộp xoài thôi, con muốn lên cái xoài nhét xuống cho nó lên thì nó đổ ra, thì mình mới phát ra người ta có mình có. Giờ con hỏi đi. Xin thầy giải thích cho con cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm số 12, khi mà Đức Phật gặp Long Dương để giao hạt minh châu, xin thầy giải thích cho con cái phẩm đó thì con chưa hiểu lắm. Cái câu đó nguyên nhân nó thế này nè, ông Phật Thích Ca đó, thì đây là cái câu chuyện chứ không phải là sự thật. Đức Phật xuống thăm Long Vương, có nghĩa là một vị Phật đến trái đất này, ông lấy được cái nền văn minh không gian, ông dạy người ta, nhưng ông giao lại cho người khác dạy chứ ông có dạy, nên nhớ là Phật Thích Ca không dạy dạy thôi. Thì tượng trưng cho vị Phật gặp Long Vương, Long Vương tặng cho một hạt minh châu, hạt minh châu ông không nhận, ông lấy rồi ông giao lại cho Long Nữ là con của Long Vương, dặn Long Vương rằng về sau con trao lại cho người khác, là ẩn ý bây giờ nói cái dòng đó là đã hiểu hết. Có nghĩa là ông Phật Thích Ca lấy được cái nền văn minh không gian của đạo Phật, nhưng mà ông không dạy được mà phải giao lại cho người khác dạy cái này, là giao cho Long Nữ dạy cái gì đó, tìm cách để cho Phật quan như thế, chứ không phải một cái thể Phật được, một tổng thể hướng dẫn ông này cái cách để ông thoát ra. Vì thế mà ông này mới bắt đầu độ trong thật thứ hai mới về thật học cái công thức này mới về. Đầu tiên là gọi là tổng tập thể Phật giúp ông qua thân như thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi này. Mà cái đó là chúng mình nghe một cái đất này là 7 tỷ, 10 tỷ năm, mà bây giờ mình được 7 tỷ mấy, cứ 10.000 năm một ông ra đời thì giờ ông dân ra được bao nhiêu năm, là mấy chục ngàn thôi. Giờ ngoài tên câu hỏi
tiếp là bên Phật giới không có thời gian và không gian, thì không cần phải những vật che chắn mưa gió. Vậy ngôi nhà pháp thân thanh tịnh có tác dụng gì? Ở bên đó nó không có người đó, nhưng mà nó có cái rung động đó. Bắt buộc ở đây thì mình có mưa nắng trong cái mưa gió, ở bên đó thì nó rung động thế bằng gió, vì thế mà phải có ngôi nhà pháp thân để trúng, nó phải đúng. Bởi vì trong cái điện từ quang nó rung, nó chuyển động để xa không gần, nó giống như mình gió này, nó không có mưa nắng nào, nó bắt buộc phải có ngôi nhà pháp thân thanh tịnh để một kim thân Phật à. Con có hiểu không? Rồi hỏi tiếp thì câu hỏi kế tiếp là người bình tâm bình là đạo, nghĩa là sao? Cái câu này là Đức Phật trả lời cho một vị trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á. Một vị hỏi Đức Phật cho bây giờ là Đức Thích Thế Tôn, con làm sao tu? Thì ông nói tâm bình là tu rồi. Thì tâm kinh cái dịch là tâm bình là đạo. Có mặt có nghĩa là cái tâm bình là cái gì? Thì tất nhiên là không có phát khởi gì. Nếu phát khởi thì là của tánh người. Thì ông dùng cái chữ là tâm bình là đạo. Thành ra lục tổ của Việt Nam nói là tâm bình là đạo, hạnh trực không cần tu thiện. Cái hạnh trực nó trực không cần tu, mà tâm bình mình cũng không cần tu. Lục tổ Việt Nam nhắc lại cái này mà ông nhắc cho cái giảng Bát Nhã, vì ông không được quyền nói rõ cái chuyện này đâu. Nó thành ra cái tâm bình nó nằm ở trong cái Thủ Lăng Nghiêm. Do Đức Phật dạy một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật làm sao con tu, ông nói là tâm bình là tu rồi. Rồi mình ở đây cái gì? Hỏi làm sao tu? Thanh tịnh là tu rồi, phải không? Có khác gì đâu, nhưng mà nó chỉ đổi danh từ thôi. Chứ đây đâu có vậy. Có nghĩa là cái tánh Phật mà nó thanh tịnh là nghe nói biết nó thanh tịnh, có vậy thôi. Mà sở dĩ nó vô đây là nó bị tánh đường quay, nó thành sạch nó chạy theo. Bây giờ muốn để trở về Phật giới là phải là cái công thức đi về. Nhưng mà hầu đó không, người ta không hiểu rằng cái công đức là cái gì, ta không hiểu, ta dạy vậy được. Ta tưởng công đức là làm này làm kia thì nó bị sai. Bây giờ thiền tông nó ra đời để phân biệt là công đức, phước đức, giả đức, nó rõ ràng ba thế. Phước đức hưởng ở trên các cõi trời, phước đức âm ở trên đất, còn ác đức thì xuống thì sông vào. Có vậy đó. Còn nếu mà công đức không sử dụng trong thế giới này mà đưa để ra thế giới khác, thế giới khác là gì? Là thế giới chư Phật. Công đức sử dụng trong thế giới chư Phật, mình phải hiểu nguyên tắc này thì mới hiểu cái đạo Phật. Chứ ở đây đạo Phật không có nói nhiều, mà sở dĩ nói nhiều là tại nhiều người hỏi là phải nói đủ chuyện ra cái sự thật đó. Mà hiểu học được ba cái công thức thì đâu có gì đâu, người lại đâu phải tu. Có nghĩa là đạo Phật giúp cho mình ăn no ở không, đâu có làm gì hết á. Bỏ chút thì giờ mà giúp người ta giác ngộ thôi, chứ không phải mà đi cầu ra lại. Nếu mà tu cấp không môn cấp phải cầu với lại, rồi phải cầu tiền, rồi phải điểm lấy khỏi cho là chân khỏi phải ăn đi du lịch đâu đi. Nhưng mà nên tới du lịch lên tiền cái khu đó là sao có công đức rồi. Vô số tiền cũng muốn tạo công đức được nên theo mấy cuốn sách thì cho người ta cũng có gì, chứ đâu phải vô du lịch đó làm đó. Tất cả cái đi đâu cũng có công đức hết, nhưng mà tùy theo cái cách tạo. Chứ ví dụ bây giờ tôi nói là bây giờ ví dụ có đi đâu đi, xin mượn đem 10 cuốn Trần Nhân Tông này, thấy cầm có cuốn gì cũng nên cho, tôi cho mượn nè, mượn coi. Coi rồi không còn đọc tới cái đó, biểu cung không cung là mình giúp ta là mình có công đức nha, phải không? Phải hiểu cái nguyên tắc này chứ đâu phải mà còn các pháp môn khác á, nó bảo đủ chuyện á, phóng sanh rồi cầu an cầu siêu hộ niệm gì tùm lum là làm tốt ngày mà này không cho làm nên mình đi chơi nhưng mà có công đức, rồi đi chơi biết công đức
bây giờ con đi đâu đi, con du lịch con hỏi con tuổi dài con biển sách thì con đem cho cái đầu năm cũng năm người đã có được có người không có phần con đấy à, chứ đâu có phải gì đâu khó khăn, có nghĩa là đi chơi và sống mà đi làm công đức và có công đức còn bên kia là không được à, bên kia phải nghiêm mặt cả phải ăn chay nấu nấu thiền tụng kinh niệm phật thì từ lúc là đây là chay ở đây ta không cho chay bất cứ gì không có tu không có làm gì không có niệm mà không nhớ không có lại ai khỏe lắm rồi hỏi cái gì hỏi cái tiếp là con chưa giúp cho ai về được phật giới nhưng con có giúp cho một số người hiểu được pháp môn thiền tâm vậy con có về phật giới được hay không? Nó bật lẽ thì hiểu được ba người về phật giới mới về được đó là bây giờ đó, mình nên nhớ nè mua vé máy bay là đến gì 10 triệu mà mất có đồng 2 đồng làm sao mua vé máy bay đâu vẫn có nhưng mà chưa đủ bởi vì tại sao mà đó là tại làm sao mà 100 người truyền điện có mấy người đi tới tự nhiên cũng luôn có nghĩa là đi không được luôn không đủ sức không được sức hoặc là không đủ sức dược hải triều dương có nghĩa là có được là tự nhiên tới giống như con đi xe đi taxi 100 cái số mà con có 10 ngàn đi có được con cày cũng có đi thì được quốc tội giờ đã chết rồi vậy ngoại trừ tạo công đức ra thì việc ăn chay có giúp ích cho việc trở về Phật giới hay việc ăn mặn có trở ngại gì cho việc về Phật giới hay không? Ăn uống là giải quyết vấn đề cái vật lý thôi, ăn chay ăn mặn là giải quyết vấn đề sức khỏe chứ không phải ăn chay về Phật giới. Mình nếu ăn chay về Phật giới thì cái ông giết người không về được à, mình hiểu như thế buông đau là thật mà lại sao ta về được chứ mà điều đó thì về Phật giới nó có cái công thức riêng. Còn chuyện ăn chay ăn mặn là để giải quyết cái vấn đề sinh mạng, cái sinh mạng mình đây là quân bình âm dương, có nghĩa là ăn mặn thì nó phải âm nhiều, ăn chay thì nó dương nhiều, ăn mặn thì nó bị gây những cái nghiệp, ăn chay nó cũng gây nghiệp chứ nhưng mà cái nghiệp của ăn chay nó nhẹ hơn. Bây giờ cắt cổ cái cọng rau cũng bị nổi chứ không, nhưng mà không có thành vấn đề. Cắt cổ con gà vẫn ăn được, còn cắt cổ con cái cầm tập ra vẫn ăn được. Tối nào cũng cắt nhưng mà cái gì rất dễ. Giống như không được á, anh giết một con gà không bị tội mà anh giết con người bị tội là cái chỗ này nó hiểu cái nguyên tắc của nó. Chứ chạy mặt là để giải quyết vấn đề mà sinh tồn của các bạn này để gì bạn này sống lâu để mình tìm cách tạo công đức. Đó là hơn nữa, nếu mà ăn mặn nhiều quá thì nó có mang cái nhiệt sát, nó âm, nó khó tạo. Còn cái này nó dương, mình ăn cái này thì nó phát, cái tần số dễ mất hơn. Có vậy thôi chứ nếu mà nói gì, nói về cái đề giải thống nó không liên quan gì hết. Rồi, có hỏi tiếp đi. Còn tiếp theo là trong dân gian á, người ta thường gọi là Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy, gọi như vậy là có đúng hay không? Quan Thế Âm Bồ Tát đó là muốn nam hiện nam, muốn nữ hiện nữ, bây giờ ngoài nào bây giờ? Tại vì bây giờ phải ghi vậy cho nó dễ hiểu thôi. Chứ Bồ Tát Quan Âm là lúc ở Đức Phật có nói, ổng có trao ra là Quan Âm, người nam là hoàng chứ phải người nữ. Nhưng mà khi mà tu được cái hạnh này thì trong kinh Phổ Môn có nói là muốn thiện tể quan thì hiện tể quan, muốn trưởng giả hiện tể trưởng giả, có vậy thôi chứ làm sao. Muốn hiện nam thì thân nam, muốn hiện thân nữ thì hiện thân nữ. Đây là cái biến tướng của một vị Bồ Tát. Chứ đừng bây giờ nói chánh gốc Quan Âm là con người nam khi mà ở Đức Phật là người nam, mà khi mà ra Biển Đông hiện người nữ cái đó cũng ổn thôi. Nghĩa là kêu mọi người biến tướng mà chứ đâu có khác. Vì cái thế giới này người ta có thần thông vậy thì mình thấy giống như đừng nói như tề tiên nó nhẹ nữa.
nó muốn biến gì biến, uống mà dường nó không biến được, mà uống Phật nó không biến được. Mình thấy cái gì? Mình có hiểu cái đó rồi. Cái này nói là hỏi tôi biết thôi, cái sự thật giữa cái này nó không liên quan gì đến cái tu thiền. Tu thiền nó bỏ cái này hết rồi. Giờ nó hỏi cái gì? Dạ. Khi một người muốn giải thoát thì chỉ cần nói câu là tôi muốn giải thoát. Vậy chứ làm sao Đức Phật biết được là mình nói vậy mà là biết để Ngài giúp mình? Bây giờ muốn giải thoát thì không, đó là bây giờ mình không cần nói, không cần muốn nữa. Tự nhiên mình tạo công đức thì trong cái vỏ bọc tánh một người của mình không có công đức, thì cái công đức đó thì Phật bên Phật giới nhìn thấy, có nghĩa nó ré rồi, nó nhiều biết rồi. Bây giờ không cần, tôi nó không cần tiền thì cái bọn ai tạo công đức nhiều tự ánh sáng ông Phật mình về thấy, ông phân thân đến đi, ông được ở nhận được bao nhiêu phần rồi, có vậy đâu, chứ đâu có cần đấy. Nhưng mà bây giờ tại vì tất cả thì bởi cái công đức nó lưu vào trong vỏ bọc tánh Phật, còn cái nghiệp nó lưu vào cái vỏ bọc tánh người, phải rõ ràng ấm. Bởi vì tại làm sao con người mà tạo công đức nhiều mà người ta thông minh, người ta biết được này vậy kia, tại vì nó sáng nó làm cái tánh Phật cho người ta thấy. Chứ bây giờ tánh Phật nó bị đen rồi, bởi vì trong nghĩa là chấp ngã nó quay cái tánh Phật. Nhưng mà giờ có chỉ tại sao bây giờ người ta nghe cái thiền tâm người ta đến, tại vì trong cái vỏ bọc tánh người của tánh Phật nó có cái công đức, tự nhiên mình nghe này nó hút, còn không có này thôi thì là thiền tâm nó chửi liền. Thiền tâm nếu mà người nào có công đức nó hút vô, hút nước dương kinh bỉ, hút nước âm chửi cái đạo Phật thiền tâm này, người nào có hút Phật chửi quần chửi thẳng tay mình mới mình hiểu. Ví dụ cái ông đó đang chửi nói gì thì tâm mà ông chửi mình, khi biết ông đó ở cái loại nào mình biết, nhưng mà thôi mình không có dám nói nữa. Rồi có hỏi tiếp thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 26 là Đà La Ni, thì đây là phẩm mà Như Lai sử dụng thần chú Đà La Ni để giúp cho nhiều người giác ngộ và giải thoát. Vậy thì chúng con có nên trì chú về những câu này thần chú này hay không, sẽ giúp cho nhiều người giác ngộ và giải thoát? Ngày xưa đó là cái thiền tâm nó chưa ra đời thì sử dụng chú Đà La Ni được. Bây giờ thì tâm nó cắn móc ra rồi còn đầu nó niệm chú gì nữa, nó mà nó xui mà cô hồn cái đạo vô đó, ông Phật không kiểm được cô hồn, ông có niệm cái này ông nói. Còn bây giờ mình niệm ra ông Phật tâm tới là nó cô hồn nó vô rồi nó cũng dẫn mình đi rồi sao đây, thì thôi khi nào quyền ký chưa công bố ra sử dụng chú là ra đi là được. Nhưng mà sử dụng để chơi thôi chứ không cách nào thoát được. Còn bây giờ Đức Phật đã nói việc kiến đã rồi thì tất nhiên là muốn về Phật giới dễ ở. Mình có muốn không? Vì do cái lòng của mình có muốn không? Muốn về thì mới về, còn không muốn không? Không muốn về niệm chú Bà La Ni coi chừng cô hồn mới nhập vô. Mình đi đó, mình đi luôn, đi theo đó luôn. Xin Thầy cho biết thêm là tại sao câu chú này lại có diệu lực mạnh như vậy? Chú là nó đi là nó phát ra cái lực dương thành ra cô hồn sợ. Tại vì khi nào bây giờ thì mình nói là cái giống về cái tập quyền ký này, hoặc là đây cái tập 36 diệu tổ á, tuy là nó là một cuốn sách nó không ăn quỳ, nhưng mà đưa cho cái bùa không giấc quần đó. Tất cả những sách về thiền tâm đưa ông thầy bùa thầy quái không cho lứa được, chứ đừng có nói gì. Vì cái còn cái câu kinh nó phát ra về mỗi lần con cái phát ra một cái lực dương, kinh nào có lực dương, nhưng mà do một vị thần thừa hành làm cái chuyện này. Nhưng mà nên nhớ mình niệm mình phải nắm được ông thần, còn mình không nắm được ông thần gặp dẫn họ mình đừng có tưởng giống như mình biết chạy xe, người ta đưa xe mình chạy nó không sao, còn mình biết chạy xe lên rồ máy đạp ra chạy vô hàng rào hoặc là chạy vô trụ điện đó, mình nguyên tắc cái chú nó nằm cái chỗ này
mình trí được cái muốn thì nên làm, còn không được thôi đừng có rớ được. Cứ nghe ta niệm mình cũng niệm, giống như thấy ta chạy xe mình cũng mua xe chạy, mà chưa biết lái thì sao phải đâm vô nợ đâu lại thế đi. Người mà bị bệnh về tâm linh thì có tu lên pháp môn thiền tâm được hay không? Bây giờ mới vô tu thì khó, bây giờ sao chịu được, đừng tin kêu ta tạo công đức đi, khi công đức nó có nó sẽ tự nhiên tâm linh nó nha, thì mới bắt đầu dần dần vô. Nếu mà đang bị tâm linh mà vô cái này nó phá không được. Nhưng mà nếu mình giúp người ta cố gắng giúp người ta tạo, người ta đưa cho cái này tạo cái công đức đi, công đức người ta có rồi tự nhiên cái tâm linh nó mất, rồi bắt đầu đi vô mới đi mới được. Chứ còn nếu mà đang bị tâm linh mà đưa cái này để nói là phải vả thì chết nữa. Ở trong trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm và điện từ dương không quay. Vậy khi trái đất vào trung tâm vận hành luân hồi thì điện từ của trái đất đang quay để duy trì và bảo quản trái đất có bị ảnh hưởng gì hay không? Giờ cái con mình mới hiểu là ai có con vũ quay trái đấy, nên con vũ nó quay, nhưng mà trung tâm con vũ nó không quay, là trung tâm gì? Dự hành luân hồi tam giới cũng nằm ở nhà này. Nhưng mà muốn về, muốn vô Phật, muốn một tánh Phật muốn vào trong tam giới này, nó phải có công thức vô, chúng ta muốn vô là vô. Khi nào mà, bởi vì tại làm sao? Khi mà cái mặt trời đó, Phật giới nhận bảo là cái mặt trời gọi là lửa tam muội. Cái lửa tam muội nó phát ra hai cái ống mà trung tâm dự hành tánh Phật không dám vô. Vô nó đốt là nó cháy à, nên sợ cháy đi ra không được. Vì thế mà tại sao 365 ngày 20 tiếng đồng hồ cũng mới vào được không? Trái đất vừa che thì bên kia nhào vô, dọc chứ phải ta đi bằng tốc độ điện từ mà vô rồi rồi mấy che là nó cùng trái đất rồi, trái đất nó quay về được khác rồi, thì ra nó cũng vậy. Mình đừng có tưởng là muốn vô vô ra ra không phải vậy. Tuy là trung tâm vận hành, nhưng mà trong cái trung tâm vận hành phát ra cái lửa tam muội là do cái sức nóng mặt trời nó đẩy theo cái chỗ này. Còn trong cái dòng hoàng đạo là gì nói thôi, và bây giờ khoa học nó gọi là cái chấm thiên đàng, nó không có đó, nó đang mình sống không được, nó nhờ cái đất cản thì cái tinh thần nó vô được. Còn khi mà mình hỏi về khi mình trở về Phật giới cũng vô một nhiều Phật vậy. Đợi khi nào mà cái đất nó quay ngang cái trung tâm vận hành nó mới cả một triệu Phật đẩy mình tới trường nhận đi ra thì đi ra trong trường có mấy chục mấy tiếng mà phải đi ra cho khỏi, còn không có nó đốt luôn, cái lửa đó mình nó đốt luôn. Vâng, mình phải hiểu có nguyên tắc đó, có nghĩa là trung tâm vận hành nó quay giữa trung tâm không quay, mà nên nó quay 84 hướng chứ không phải quay có một hướng đâu. Thì mình đừng có nói như hướng đông hướng tây, có nghĩa là lúc nó quay đi ngang nó đi ngang, rồi cô lúc ở dưới nó quay 84 hướng chứ hướng nào nó cũng tới hết. Có nghĩa là bây giờ mình điểm nó miền bắc chứ sự thật á, tôi xứ ra nhiều miền tây miền trung miền nam nó như vậy, người ta hiểu nguyên tắc cái tâm giới nó quay. Còn cái mình nói á, cái kêu mà nói dòng hoàng đạo chứ sự thật nói cho đúng là cái bầu hoàng đạo. Bầu hoàng đạo này gắn sáu cái đất bên trời bây giờ, gắn hàng hà sa số cái kim một nữ quả thổ là vật tư, nó phải đúng như vậy. Còn bây giờ khoa học nó nói là kim một nó đi theo cái chu kỳ nó không đúng, mà nó không có biết mấy cái bầu hoàng đạo này phải 24 cái hồ mới. Nếu mà ai mà chụp hình mình theo cái này cũng hiểu được nha. Thành ra là khi bây giờ thời kỳ con người tới là mới văn minh tới phần nguyên tử thôi, nó cao hơn nguyên tử nên tăng cấp hơn nguyên tử nên để phá được cái gì, phá vỡ được cái vũ trụ này, phá vỡ vũ trụ này là cùng trên nước chết rồi, lúc đó được quên hơn rồi. Hãy tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là khi một người đã đạt được bí mật thiền tông khi họ chết á, nếu mà trường hợp công đức nhiều thì ai là người quyết định cái thời gian chết của họ? Khi
khi một người đã khi một người đạt được bí mật thiền tông khi chết đi á, nếu công đức của họ nhiều thì ai là người quyết định thời gian chết của họ? Cái này cái công đức nè, tại cái lời dặn dò nãy ta có nói công đức nhiều là ông thần ông thả đó, rồi mình tự mình đi, nhưng mà phải có một nhiều Phật làm cái tiêu dẫn mình về, gọi là công đức vô lượng, không cần có thứ gì, nhưng phải học được công thức là quan tiêu dẫn mình về Phật giới. Còn là tất nhiên là bởi vì cái đất này công đức là không có sử dụng được không, hơn nữa là cái công đức á nó làm cho một vị thần quản lý không dám được gần là thả ra đó, là mình muốn đi đâu rồi phải con Phật dẫn đi ra. Vì thế mà trong kinh thường thường có câu nói là công đức trọng công đức nhiều quý thần kinh, có nghĩa là công đức mạnh nhiều rồi thần không dám lại gần mà các cô hồn cũng không dám lại gần, thì mình đi tự tại nó ít thì nó không được, nó lừa. Thì nãy trong cái diễn đàn về Phật giới có ba tiêu chuẩn, một là công đức vô lượng, một công đức trung bình và công đức ít đó, phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi câu hỏi tiếp theo, thằng chi con muốn trả lời các câu hỏi về thiền tông khi chuẩn bị biết ra sao mà toàn thân con đau nhức không chịu nổi, vậy hiện tượng đó này là như thế nào? Chi con muốn trả lời các câu hỏi về thiền tông mà chuẩn bị biết ra thì toàn thân đau nhức không chịu nổi, thì con không có cái phần làm cái chuyện này, con muốn trả lời cái này thì con phải có ông bảo kê để con mới trả lời được, còn con có cái nhiệm vụ này cô hồn nó đâu có nói là, có nghĩa là cái thiền tông này nó đặc biệt cái chỗ này, người nào á mà có cái nhiệm vụ này anh nói thoải mái được, còn không có nhiệm vụ đừng có hồn. Bởi vì tại sao có nhiều người không có nhiệm vụ riêng nói gì đủ thứ chuyện xảy ra, phải nói chỗ này mà cùng nhau nói, có nghĩa là giống như cũng như mình đi lính đi, nhưng mà anh không có nhiệm vụ đi xét người ta, anh ra anh xét nó đập anh chết, còn có người lính xét ai đây anh à, nguyên tắc thiền tông ra đời người nào có nhiệm vụ mới nói được, còn không nhiệm vụ được tạo công đức về à, nên nhớ một điều không phải là muốn nói là nói, mình coi chừng mình nói cái này là ép cô hồ á, bởi vì nói cái này cô hồ không phải không chịu đâu, cái này là cái lực dương đó, giống như bởi vì nói thế gian này cũng có cái nhiệm vụ mình mới làm được, chứ không phải tôi làm cái cô đó cũng nói phải được, làm việc cái này phải anh phát công viên có nhiệm vụ mới nói được, còn anh không phát công viên đừng có nói, thì tâm nó rắc rối cái này. Thành ra cũng như là nó có bút mở mở thôi, chứ bây giờ tài khoản thì nó thôi. Có nghĩa là mình có nhiệm vụ, mình nói không sao, không nhiệm vụ được nói, tạo công đức về. Rồi con hỏi xin đi. Xin Thầy giảng cho con về chính loại thiền, như tà thiền, chánh thiền, phàm phu thiền, nội thiền, ngoại thiền, vân vân, đó là thiền như thế nào? Ở trong thất đã nói chính cái đợt thiền rồi đó, thì bây giờ mình nên đầu cái thiền mình ngồi để mình biết bên đâu, ngoại thiền thấy bên ngoài, phàm phu thiền là chấp ngã, chánh thiền là giúp người ta đạt được cái thanh tịnh, chánh thiền đạt thanh tịnh thôi nha. Còn mắt kia mà mờ ma thiền là đạt chứng niệm, trong cái thiền mà A La Hán nó thuộc về ma thiền, nên nhớ một điểm mà chỉ có cái thiền thanh tịnh mới gọi là tánh thiền, nhưng cũng không có giải thoát được, chính cái thiền không giải thoát được, không phải mà không tu mới giải thoát được, còn cái phần tu thiền á nó là bảy là bảy, còn mà chứng đắc nó thuộc về ma thiền, nó nằm trong giáo kinh Kim Cang. Thì kinh Kim Cang nói sao, ai thấy người nào mà chứng được tánh người đó là tà đạo, trong kinh Kim Cang nói rõ ràng, thì chính cái thiền này thì phải hiểu cái này,
không thiện ngoại thiện nội thiện ngoại thiện nội thiện ngoại, nó là chính cái này mà duy nhất chỉ có thanh tịnh thiện cũng chưa giải thoát được, gọi là chánh thiện. Thanh tịnh thiện mới gọi là chánh thiện rồi, nhưng mà thiện hậu còn thêm là còn lương hậu. Vì thế Đức Phật không cho tu. Mình tưởng mình tu tu ra thanh tịnh thiền là mình thành Phật, phải không? Có nghĩa là thanh tịnh thiền là không rắc, không tiếp nhận bất cứ gì đi vô. Nhưng mà muốn về Phật giới phải công đức, chứ không phải là cái thanh tịnh thiền. Thế cái này là tại đặt cho dạy cho chuyện mới hiểu. Rồi nói về từ thanh tịnh thiền đầu tiên đó, thanh tịnh thiền sau đó là thiền tâm, thiền tâm. Thiền tâm là cái thiền mà đi theo cái dòng của nó. Để mình chỉ con người trở về Phật giới, chứ phải tu cái này mà đã về Phật giới. Mà hiểu cái này tạo được cái nguyên niệm này thì nó chỉ là tạo công đức thôi. Thấy không? Mà nói về tâm khi mà bởi vì khi nào mà trong kinh Kim Cang nói người nào thấy ta có chứng thánh người đó là tà. Kẻ đó kẻ buồn tà trong kinh rất có rõ ràng cho mình rồi. Có hiểu không? Còn nếu mà đúng không? Ngoài thì là tôi chứng, tôi thấy được này chỗ kia, đậu thì là chứng được này, a la nó thuộc về đậu thiền làm cho thanh tịnh được không được. Bởi vì thiền tao mới nói cái này mà nói cái này đó, mà nói cái này ra thì tại sao không cắt thiền viện nó cũng rồi sao được mấy cái người mà thiền viện rồi mấy cái người tu xuống giải thoát tu là đóng cửa, muốn giải thoát tu là đóng cửa rồi sao để chùa đạo tu chùa này không không tu tu mới được còn mở cửa chứ chùa tu đóng cửa luôn. Rồi ở đây dạ, xin thầy cho con biết ba hồi chung trống trước khi vào buổi lễ và kết thúc buổi lễ có ý nghĩa như thế nào? Cái chung trống và cái chùa đánh ra được thì tâm tư hiểu đánh ra là tỉnh chư Phật đến chứng kiến. Còn mà cái chung trống chùa Nhật Lý á, tỉnh của hồn đến chứng kiến là đúng, tôi nói sơ thì rồi muốn hiểu sơ hiểu. Có nghĩa là làm bất cứ cái gì thiền tâm thì mời chư Phật đến, thiền Nhật Lý mời cái ông quản lý để đến đó người ta đâu không hiểu sao không hiểu. Câu hỏi cái tiếp là tổ bồ đề tổ đề đa ca có câu trong bài hộ thiền chư Phật điều trụ khi đi khi cần là biết cái chi cũng tường, nghĩa là sao? Tổ đề đa ca có câu trong bài hộ thiền chư Phật điều trụ khi đi khi cần là biết cái chi cũng tường. Ông tổ nói là chư Phật đó, đi đứng nằm ngồi đều hành trì hành biết không, còn mình á, chỉ đi đứng nằm ngồi không có biết, mà mình tưởng là mình đi trên đường, con người là đi là tưởng chứ mình không biết. Chư Phật cái vụ đi dù đứng là trụ là ở trong cái hành trì, mà vì thế mà nhiều người họ làm ở trong cái kinh mà kêu bằng cái tên cái thiền là tứ niệm xứ đó. Tứ niệm xứ nó có nói thế này, người ta làm ta nói là chư Phật đi đứng hành trì, tứ niệm xứ cũng nằm ở chỗ này, anh tu tứ niệm xứ làm cái hành trì nó làm cái chỗ này, thành ra tưởng được thành ra các người ta tu ba mươi bảy pháp quá trời đạo chỉ có pháp tứ niệm xứ là cao nhất trong đó, sự thật đúng là thanh tịnh hành trì. Nếu mà nó cái bụng nó lạc qua, nó lạc qua bên đà là hán, bởi vì Đức Phật bảo là không cho tu, nếu anh cho tu là anh bị dính vào nhân quả rồi. Bởi vì thế giới này anh vừa suy nghĩ ra thì nhân quả nó kéo, anh hành động thì nhân quả nó kéo rồi. Vì thế mà cái chuyện đâu cấp bức cho làm cái gì rồi, anh chỉ cần biết tạo công đức anh về thôi, công thức anh về thôi. Thành ra trong đó ông tổ chẳng nói là Phật đi đứng nằm ngồi cũng hành trì là đúng rồi, ông cũng hành trì, nhưng mà cái hành trì ông thanh tịnh, còn A-la-hán ông thanh tịnh mà ông ép cho thanh tịnh, nó sai là sai chỗ này.
nó đi vào biết bạc tinh tĩnh, cái tinh tĩnh của mình, cái tâm mình tự mình làm ra. Còn cái biết ở trong thế giới này không có biết bạc nào đó, chỉ có biết bạc tinh tĩnh thôi. Còn muốn cái niết bạc chân thật cái về Phật giới á, được duyệt được đó mới là thanh tịnh thì. Còn bên đây là tạo cỡ nào cũng là giả đó. Người ta làm là làm cái chỗ này, người ta không hiểu Phật giới ở đâu, rồi ta không hiểu cái quy cái đất này là cái gì. Thiếu sót chỗ này thành là người ta cũng sai, người ta tung nó sai được. Thì ông tổ này, thì ông nói chuyện, ta không nói gì thì người ta biết rồi. Thì ông tổ trước có biết, ông phải hiểu vậy là đúng rồi. Thế là tổ hoàn toàn đó không làm vậy, dạy giải thoát không? Hoàn toàn đó làm dám, dám dạy con giải thoát. Mà giải thoát này phải đỡ lưng được vậy. Tâm nữ cho nó đưa tài liệu ra nó nói, còn có thì còn lâu, ngầu tu, dạng nằm cũng giải thoát. Vì thế mà trong kinh có một vị gọi là vị Bồ Tát đó tu mấy cái tiểu kiếp mà đâu có gì. Mà một vị Phật ra chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, ổng hiểu. Bây giờ nói cho mình ngồi đi, tôi cho tu cỡ nào mà bây giờ là đây muốn thì biểu tình tự vô, tình hiểu gì nói mấy câu, anh hiểu được. Cái anh cảm nhận được, anh biết liền. Còn cảm nhận tôi được, tôi cho anh ngồi tu. Tôi đi xứ này xứ kia, qua Myanmar, qua Ấn Độ, qua Tây Tạng, tôi ngồi tu. Còn không thành được cái gì đó. Đó, còn muốn vậy đó, về Việt Nam kiếm tình hiểu vô đây chỉ cho dễ đó. Nhưng tìm đi, có cái chỗ nào mà dám giải trực để như vậy đó. Tôi nói thiệt, bây giờ dục lớn nhất cỡ nào không dám nói cái chuyện vậy thôi, không dám đề cập luôn chứ đừng có nói. Giờ tôi hỏi tiếp đi. Người đi pháp môn thiền tông muốn giúp cho nhiều người khác hiểu giống như mình, dùng nhiều phương cách mà không giúp được một ai, vậy lý do là vì sao? Bây giờ mình giúp một người muốn giải thoát thì giúp cái người nào người ta có cái công đức sẵn thì người ta mới nghe. Còn bây giờ ta âm quá mà đưa vô giống như bởi vì tôi nói ví dụ cái ngọn đèn mà đưa lên cái tiêm đèn nó lên nó khỏi cái ống đèn á, điện đốt nó cháy mà cái tiêm đèn nằm ở dưới cái ống đèn, đèn lửa cọ nó không cháy chứ đừng nó đốt ta nắm được ta là nó chứ còn tiền của người không có đúng. Bởi vì thành ra nó là 100 người mình nghiên cứu bây giờ ai nhắc đến cái tiền đó, ai đến rất dễ có đưa cho người ta chắc chắn 100%. Còn người ta cứ ai đi đạo Phật mình đưa ra là đồng đại về thua à, là về chú để đi chú về thầu đại thua à, có nghĩa là người nào hơn lắm mới gặp được cái này, hơn lắm mới gặp được cái người này, chứ không phải người nào cũng muốn. Bây giờ tôi suy nghĩ này, tất cả ở đây này, người ở xa không dập dập người ta vô đây ở đây sát với này không chẳng là chị vô đâu nguyên cái nguyên ở đây đi là cái bộ đó đấy. Còn thì ở Hà Nội đi có bay được mà ta chỉ đi là vì ta bốn công đức cũng không được. Con sát bên đây xin lỗi nhớ như đức mà đưa kẻ quá cái đưa già nói chuyện lên ở thế này. Dạ. Cái ý là chân thật hay là vô thường? Cái ý khi tinh thần cái là chân thật, còn ý người là vô thường. Nghe phải hiểu rõ cái chỗ nào ý ai, ý Phật cái ý người, cái người là vô thường, Phật là thường. Rồi con hỏi tiếp. Con nghe thầy nói người con nghe thầy nói người có công đức thì trong mơ mình thấy nơi để thấy mình nơi để có cảm nhận rơi, nhưng con lại thấy mình bay liên tục, con thấy mình bay lên cao và liên tục thường xuyên con thì lại nghèo lên không có bước. Con cũng giúp cho nhiều người biết thiền tông mà không thấy rơi mà lại bay, vậy xin thầy cho con biết hiện tượng này là sao? Mời con phụ nữ trên lời cho ta có trả lời còn có nghĩa là con bay lại còn hơn chắc chắn là con phụ nữ đó là chuyện gì, nó chuyện cái hướng gì à,
qua này là đối với mà tính rơi mà rơi nặng là âm mà rơi một cách cái nào thì nó thoải mái là chắc đó là rơi vào trung tâm mà khó nghe cái chỗ này đến chỗ này rồi nhờ đó đi. Khi hoa lưu của Phật dẫn mình đến khoảng cách của dòng hoàng đạo 1 và 2 thì không có lực hút của điện từ âm dương thì mình ở đó mình đợi. Vậy thì mình làm sao mình biết mình đã đến cái nơi đó mình để đợi? Mình nói cho cái ông dẫn cái ông Phật dẫn đó. Có nghĩa là mình có cái công đức rồi mà không được quyền ở trong cái đất này mà đi qua cái vòng hoàng đạo 2 không đi ra được. Nó phải ở giữa cái ranh giới giữa cái bầu hoàng đạo một và nó bám theo cái bầu hoàng đạo một để chi để đợi khi nào cái trái đất này nó quay đến cái trung tâm vận hành luân hồi thì trái đất vừa cản cái lửa tên muội thì một vị Phật của đẩy mình ra đã tới rồi đi ra đi. Nó hiểu nguyên tắc đó có nghĩa là phải bám ở ngoài rìa của dòng hoàng cái sức hút của dòng hoàng đạo một để mà đợi cho đến 365 ngày trái đất nó quay ngang trung tâm vận hành luân hồi. Một vị Phật biết rằng trái đất nó vào cái trung tâm vận hành được, một vị Phật mới đẩy mình vào thì mới rơi liền, vừa vào vừa vô là phải rơi liền. Nhìn thấy rơi vừa vào thì cái trung tâm mình nó tan liền, cái Phật tính Phật cái Phật giảng mình mở ra liền, mở ra thấy hết, nhưng vừa thấy thì phải ra liền chứ để mà bởi vì cái đất nó chỉ được quyền quyền ở nó xoay xung quanh cái trung tâm vận hành của họ có 24 tiếng đồng hồ, còn nếu không ra được tiếng bút đi tiếp kéo đi tiếp do đó phải có một gì mà có cái gọi cái kỹ năng người ta hiểu, ta đã từng tới cái đó rồi ta hiểu rồi, một gì mà biết rồi hồi xưa không biết là bây giờ ra rồi biết rồi, giống như mình đi du lịch ông nước không biết đi mà những con người dẫn đi đâu ông giờ biết ông ta đi ông giờ ông hướng dẫn mình đi ra có nghĩa là vị Phật cho đã từng đi vào cái kiểu này thì ta mới biết cách mình đi ra rồi. Câu hỏi đi, câu hỏi tiếp theo là trong quyển số 10 Đức Phật có dạy hàm một thức dạy phù ngụ một tánh dân tạo thành bờ ngăn cách giữa bể khổ vô sanh. Vậy ý nghĩa của nó là như thế nào ạ? Mấy người mà vừa tu thiền đó mà vừa mà đi vào trong cái thanh tịnh nó phát ra cái này là vì vừa thanh tịnh thì thấy cái quy luật nhân quả của trái đất nó quay mình nghe rất rõ nha. Mà nếu mà qua được cái này là nên hậu làm dạy theo cái kiểu thiền thôi chứ thì thật không phải dạy vậy đâu. Giữa khi nào cũng giống như là cái giữa cái ban ngày đó mình không nghe cái gì cái tiếng động nhưng mà cái thanh tịnh mình không nghe được, mà khi ban đêm thì ngọc thiền mình sẽ nghe được những cái tiếng động thì cái đấy là tiếng động của cái không gian này, còn cái người mà ngồi thiền đó mà muốn đạt được cái cảnh giới thanh tịnh đó thì cứ đi vào đó cũng động người đó, tại vì đây là sức hút của lý mà ha. Mà muốn mở được cái phần giảng này phải vậy, mà cái này là ông dạy căn bản cho mấy cái ông bích chi phật thường thường thì tôi tu cái kiểu này. Bích chi phật là giác một phần, ta cần tôi chân nhận giác cái phần giảng mà tôi cần giác gì thì nó mới dùng cái chủ cơ bộ của động này là vừa hải vừa âm. Thì cái này là phần này là cái phần giảng cho những gì bích chi phật chứ a la hán không được quyền tu cái này được, là dạy cho bích chi phật chứ không phải là dạy cho mình, mà trong đó nói để gì nói cho biết rằng tất cả những cái chuyện gì thế gian thì dạy nó Phật dạy hết chứ phải không, nhưng mà cho từng người chứ không phải muốn dạy ai dạy đó, giống như truyền tông này là dạy cho người nào cũng dạy thoát chứ người cúng người không vô đây được, cúng đây ngồi 5 phút đi ra không chịu nổi. Nhờ nó phải đi. Câu hỏi tiếp theo là biết vọng là tánh thảnh thơi, thấy nghe nói biết rõ ràng hai nơi, vậy ý nghĩa là như thế nào?
thì cái tánh giận là một lần biết cái không giận. Cái này trong kinh thủ nó ghi vậy đó, rõ biết cái không giận và biết cái giận là hai nơi. Cái thanh tịnh và cái giận là cái nằm trong đối đãi, nó còn trong cái tu hành của Phật lý. Cái câu chuyện này thì trong kinh thủ nó ghi có 25 vị thánh tu mỗi một người một kiểu. Họ mới minh trình cho Đức Phật xem để ông tu những cái này nó xếp được A-la-hán. Hai, bởi vì A-la-hán là gì, ta được xếp được dòng thánh. Thì kinh Thủ Lăng Nghiêm này dạy cho cái ông tu thành thánh này. Cái này là nói cho vật lý chứ không phải truyền tông. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm nó thuộc về đại thừa chứ không phải là truyền tông. Truyền tông nó dạy truyền kiến thôi. Mà sự thật cái quyền ký là nó lấy nó móc từ trong 20 chương của giáo lý đạo Phật ra, nó viết cái quyền ký này. Cái quyền ký này là nó là nó phải từ cái giáo lý đẻ ra. Nào, chứ Đức Phật mà bây giờ đẻ ra để đi để nó trình diễn trước khi giáo lý ra đời, nó phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này nó khó. Giáo lý công bố ra không ai không ai chịu nổi. Quyền ký công bố ra mà còn bị giữ của giáo lý công bố là bị cắt thì giết số rồi. Rồi chúng con có tặng sách cho những người tìm hiểu về thiền tông, nhưng mà những người này họ lại đem sách đó để trục lợi đi. Vậy thì chúng con tặng sách vậy có bị mang họa gì hay không? Đâu có mang họa gì cả. Đức Phật nói mang họa là biểu trí tuệ tu thiền tâm, tu một trí tuệ cho mượn thấy được thì cho luôn cũng được lấy lại. Bởi vì ta bảo là trí tuệ là được. Bởi vì cái đường trước có cái gì ở Biên Hòa mấy cái sách đèn xé đèn đốt đèn đỏ cũng rắn mọi người phải sách quý mà quý ký rồi mà tất nhiên là cái gì quý mà truyền cho dù người ta không ra phải dễ kiếm đâu. Bây giờ tại vì nó ra là phải công bố ra đâu. Cái ngày xưa đi trước khi công bố tìm được cái này không có đâu. Rồi bây giờ mình phải giống như là bởi vì thành ra giáo như anh chàng phụ tử có một sò không chỉ xài đem đi xịt đem đi dùng chứ trong kinh Diệu Pháp Liên Quan Đức Phật nó nói có hả Minh Châu không biết xài mà đi ăn xin rồi đi làm gì tầm bậy tầm bạ nhờ có hỏi tiếp. Thầy cho con hỏi là ham muốn như thế nào là ham muốn trở về Phật giới? Con muốn trở về Phật giới là đi là Phật đi giúp người ta dễ thoát chịu là ham muốn. Cái ham muốn đó nó xuống về ham muốn của Bậc Thánh, có nghĩa là khăn giúp người ta, muốn cho người ta dễ thoát, muốn ta giác ngộ, đó là ham muốn. Mà trong kinh thường ham muốn đó gọi là ham muốn trong thanh tịnh. Ham muốn càng nhiều càng tốt, còn ham muốn rất nhà lầu xa hơn của vật lý, ham muốn càng nhiều càng khổ, thấy không? Rồi hỏi tiếp, rồi ý tiếp theo là tự nhiên thanh tịnh là như thế nào? Tự nhiên thanh tịnh là tánh Phật có bốn thứ đó, dùng liệu được. Cái tánh đó nó thật thanh tịnh là nó rất là tự nhiên. Ở trong thế giới này tự nhiên thanh tịnh thì nó ám chỉ cho thấy nghe nó biết là thanh tịnh. Còn mà thấy 16 thấy 16 thứ của tánh người gọi là nó cuốn hút cái vật lý. Đó, thành ra ta lầm là giữa cái thấy. Bây giờ bằng cái chim cái câu này để cho mình hiểu nè. Tri kiến lập ti tức vô minh bổn, tri kiến bất lập tri tức tính niết bàn. Cái câu này để dạy người ta tu thiền đó là phải nắm được cái câu này. Ai mà nắm được cái câu này khỏi cần làm gì nhiều hết. Anh muốn cứ tính niết bàn là nó cái chỗ đó. Mà kinh nào cũng nói được cái câu này hết chỗ hay không. Đó là mình không có nghiên cứu kỹ, nhưng trong quyển kinh vừa có nói trong
trong phương ngàn lý của vậy không có thoát qua được cái câu này. Câu này là câu thiên đúng trong cái vẻ mà để nói về tánh thanh tịnh. Nó nhớ là tánh thanh tịnh chứ không phải là giải thoát ngàn, giải thoát nó nói khác. Đây cũng phải có nói về cái tánh thanh tịnh thôi, chứ không phải nói vậy thôi. Còn cái tánh lương hồi, tánh thanh tịnh, tánh phụ và tánh di động. Đó là câu hỏi. Thầy tụng kinh trong 7 tuần, hàng tuần thầy tụng là 1 kinh Di Đà, 2 kinh Địa Tạng, 3 kinh Lương Hoàng Sám, 4 kinh Thủy Sám. Vị thầy có nói nếu gia đình làm được như vậy thì người sống được an vui thịnh vượng, người mất được siêu thoát. Vậy cho con hỏi, người mất có được siêu thoát hay không, hay người mất có được hưởng được phần gì hay không? Kinh bất cứ Đức Phật cũng dạy cái kinh tụng, mà kinh tụng này hoàn toàn là của đạo lão quý đầu tiên là sử dụng thôi. Chứ đạo Phật trong đạo Phật này tôi nói là tiểu thừa nó có hai, mà nó rất nhiều cái kinh nó nằm gọn ở trong cái đường A đường bộ nó không có dạy tụng. Trung thừa cũng vậy, rồi đại thừa đóng cái đạo tụng, mà thì tâm trong cái đạo tụng. Mà kinh A Di Đà nó có tụng là Nam Mô Di Đà Phật thôi, hoặc là nó nói kinh A Di Đà nó lấy trong cái phòng thủ môn của cái kinh đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Quan, dùng trong cái người tu để nó yên lòng, không phải tụng đáng nè, hoàn toàn trong đầu Phật không có cái tụng đáng. Còn cái chuyện tụng này á, Lương Hoàng Sám là ai chẳng phải thầy vẫn phải ra thôi, em bài ra để kiếm tiền thôi. Chứ bây giờ tôi nói thiệt á, cái đạo Phật ngày xưa trước giải phóng không có cái quyển kinh này, trước giải phóng không có tin Lương Hoàng Sám, không có tin cái mấy cái quyển này, mà sau giải phóng cũng có. Bởi vì ngày xưa đó, ai mà bây giờ sống còn khoảng 80 tuổi đi tới cái chùa, không có chùa nào làm những cái chuyện như bây giờ. Mà cái này nó mới phát triển ra khoảng chừng 30 năm nay thôi. Tôi thấy hồi trước giải phóng không có được, giải phóng người ta tu rất nghiêm, tuy là tôi không sai nhưng mà rất nghiêm. Hồi xưa tôi nói giải phóng bên Nam Quang là bên số 3, số 15 đường Nguyễn Công Trực ở ngoài Đà Nẵng. Ông sống với nguyên một chiếc xe, ông là tu tiểu thừa, sắp chiếc xe đi vòng vòng trong cái chùa này bốn hai lần. Ông có lấy được trong cái chùa này mấy cái bí kíp rồi, nên tôi nói thiệt. Nhưng mà ông không có hiểu, ông có về viết ra cái bài, mà cái quyển sách mà này mà cúng cái vấn đề mà kính chỉ Phật gia, chính ông lấy ra trong này, ông về quyến diện. Hoàn toàn trước đó, chúng ta có cái quyển cúng thôi. Cái cúng đầu tiên cái chùa này nằm trong cái quyền ký của nó. Rồi cúng lên tiễn, chứ không phải là cúng mấy đâu. Cúng lên tiễn Phật gia. Rồi cúng để mà thỉnh chư Phật đến chứng kiến cái chùa kỳ về. Nó không có này, chứ bây giờ thì những cái kinh này khó lắm. Đi tìm, tôi tiến với ông thầy già hỏi cho hồi xưa con cúng hơn đây. Vì tôi hồi 10 mà hồi 5, 7 tuổi tôi đã từng đến chùa, tôi biết mà. Tôi đã theo dõi ông rất tốt, ta tu mà chưa được. Bởi vì khi mà nó tại làm sao ngày xưa ta nói với con của là con xảy ở chùa quét nó ra, con chân không có lại, con vua thì được làm vua. Ở trong chùa không có làm cái gì hết, chỉ có nhất là ngồi thiền hoặc là cái ấy thôi, chứ không có chứ không có tụng kinh như bây giờ đâu. Bây giờ cái kinh này mới phát ra đây thôi. Từ xưa là chỉ có thành ra bây giờ cái này thầy cũng đặt ra để làm chuẩn để các cái chùa nó làm gì ngồi không. Nếu mà các chùa nó ngồi không nó không cắt đâu, ông để tiền để được cái hàng sướng hơn. Chứ giờ làm được lỗ đó thì tôi muốn báo cho biết là sao vậy, không có vụ này. Mà tôi đó trước năm 75 về phóng, năm 78 tôi ra Bắc, tôi đi nát rồi Bắc, không có cái chùa nào cũng nhà thờ, cũng không có nhà thờ để làm nhà kho luôn đó.
Thì cũng rất đúng luôn. Tuy ở trong chùa cũng bị làm lúa để sống trên lương chùa trong, chứ không có lấy tiền ai đâu. Nhưng mà mình bây giờ là tự nhiên nó phát ra cái phong trào cúng dường, thì mấy ông thầy phải dễ ra, dễ ra thì cái chùa mới sống được. Nghe mà mình nói thì chỉ rất đủ. Bây giờ nói cái là tôi nói thầy, cái tất cả kinh cú, bởi vì trong kinh Đức Phật có nói gì trong thế này mà không đẹp vậy luôn. Ông nói nếu mà trong kinh Pháp Cú của ông ra thì Như Lai mà quăng cục đá xuống sông mà mấy ông tụng cho nó lên là phải, cũng không phải, không không phải vì nó làm cái chuyện vô ích. Trong kinh Tiểu Thừa nói về cái vấn đề rất nhiều, vì thế mà ông mấy ông tu Tiểu Thừa tại vì đi sinh thôi, chứ đâu qua đi cúng đâu, cúng đâu mấy ông đại thừa. Ông phải đạt ra vì là thừa, ông túng thôi chứ làm gì. Nếu mà mấy ông tu Tiểu Thừa có ông nào cúng đắng không, hoàn toàn không. Rồi bây giờ đang đây đúng không, nó bắt đầu cũng rồi, nó lây tập nó cúng gì thôi, chứ làm gì có cái chuyện này cúng. Ông Phật đã dạy quăng cục đá xuống sông mà ông tụng quay lên thì được, đúng con rất đúng, không làm chuyện lừa người chứ mà làm vậy. Phật nói rõ ra bây giờ Phật đó là tại làm sao mà một kỳ liên thời Đức Phật đó là ổng ngồi thiền ổng có thần thông đó, mà ông Phật cấm không cho ông làm cái này, ông cãi ông làm cũng là ổng làm cái sao ổng bị hết cái thần thông là ổng chết luôn. Nếu ông giỏi tại sao mà một kỳ liên giỏi là thật thoát nổi đi thật giải thoát mà để đặt cho chết theo luôn. Bởi vì hồi đó ông có thần thông mà ổng nhiều chuyện ra ai đánh lộ suy nghĩ của ta là ổng sử dụng thần thông nó làm hết, nó có kỳ sợ hai nó hết đánh rồi rồi mẹ bố không biết đâu gì, mẹ bố không hết thần thông nó kiếm ông trời đó là như tắt rồi. Bây giờ ở một phần đó là ta nói mà không nghe, bởi vì hoàng gia đình nào có bị đứa cháu nó tàn sát nâng nó thùng nhỏ đó trèo đi ghế vua cầu đó ghé ông vua đủ xuống ông vua đủ xuống chứ ổng là nữa là làm vua sẽ đập mình nó hay nó làm vua lại là nó đã thù vậy. Thế rồi một người đi thấy vậy cũng thương, nó thân để chúng phật cũng được, cho nên cái nhân quả thân để chạy đi. Ông nghe một kỳ liên nghe bắt đầu quá thế thì là cái nhà bay lên núi người lên để chết hết rồi sinh rồi phật nó nói ông làm cho tạm thời tôi cấm ông rồi, rồi bây giờ cái này bây giờ ông mất thần thông rồi, ông muốn tin mới giờ dỗ gì dỗ tay bay xuống rớt xuống núi lăn cùng mèo xuống núi rồi xuống dưới đi dưới này nghe được chứ nó mất một kỳ liên giờ mất thần thông rồi xí tạm chết chứ sao. Thành ra cái tu cái này là nó rối bằng sự tập ra thì không có cái chuyện này mà mấy ông này mới bài sao để kiếm tiền. Chứ nếu mà nói bài mà cúng cái này thì cũng còn nghinh nhưng mà được lấy tiền ta. Nên là ông chỉ là nó cúng một cái rồi mà nó tính thì lớn hơn thế rồi. Tôi đã chứng kiến là một sắc tụng là 5 triệu, 10 tụng 5, 3 cái mấy chục triệu mà biết có lên hay không. Mà trong kinh sách nào đâu có nói chuyện này đâu. À, mà giờ mấy ông bài đăng, bây giờ mình đã nói ra được chữ thì mình được rồi. Cái nghề của ta làm ăn mà cái nghề mới phát đây thôi chứ trước giờ không có cái chuyện cúng này đâu. Đó mấy bây giờ mấy người nào mà lớn tuổi hỏi họ nói trước giờ không có chuyện gì cúng đám, không có chuyện có này đâu, không có chùa nào cúng đám hết rồi. Vô tu ở ngoài đời chán, vô đi tâm nó thanh tịnh thôi chứ đâu mình phải tu hồi xưa mà họ ta không hiểu được. Chỉ biết vô thanh tịnh được đi đọc có 22-23 cái kinh sách cho cái chuyện đó là cách ly ngoài đời. Bây giờ chùa được mở cho người ta vô thì những người vô nó rối loạn cái chùa. Rồi con hỏi tiếp đi thưa thầy, con nghĩ Long Vương là vua Gồng, tức là vua ở nước Gồng, mà vua ở nước Gồng được Phật biến thân chính là vua Đức Vua Trần Nhân Tông, có phải vậy không? Thì nó có đại cập cái vua nước Rồng. Trong này Đức Phật có giảng kêu bằng một vị vua thành Phật chứ không phải vua nước Rồng. Một vua thành Phật là có tên là được. Có nghĩa ám chỉ cho Trần Nhân Tông đầu tiên thái tử một con vua mà tu, sau này có một con vua đi tu là ám chỉ cho Trần Nhân Tông làm này sẽ tiếp
nhận cái quyền thiền tông này, chúng phải du rất rộng mà nói là du một vua đó, kêu ở bên trong thì gọi là thất quản là du phật, chúng phải du rộng. Còn lâm nữ thì lâm nữ là người nữ ở đất rộng, mà hiểu nguyên tắc. Thành ra cái gì về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đấu chọi mấy ông thầy mỗi lần dịch kiểu không có nào dịch đúng không nào hết, mà đến cái chỗ chú yếu là bắt đầu tưởng tượng đọc giải thôi. Hồi xưa nó có nguyên tắc gì ở nhất là bạn như Mai Thọ Điền mà nó cũng dịch kinh rất hay, nhưng mà còn không được vì lúc đó tôi biết mà tôi không dám nói. Tại vì nó mà bây giờ nó có tuổi mà không thấy ba chục mà làm sao nó nói cái chuyện này. Đó là tôi biết tất cả những nghi giảng hồi đó tại lúc kia ra Nananda về ở bên Ấn Độ quay về Ấn Độ quá là vậy, hỏi ông Châu ông được tin, nhưng mà ông không trả lời tôi cũng không thể nói được. Hỏi ông Châu ông tôi nói giờ đấy ổng là người nói với Ấn Độ, nhưng mà người thông dịch lại tôi nói để bây giờ đạo Phật là lại giác ngộ hiểu biết cái gì thì họ một cái hiểu biết. Ổng là đơn, ổng cái này nó không có nằm ở trong chương trình vậy thôi, mình biết nữa phải giải tỏa cái gì không biết. Mà nên nhớ là thỉnh động từ bên ấy mà lúc đó còn nằm trong ngôn vô địa diện chưa bị số một đấy, năm sáu hai tháng ba vừa chuyện bị số một cầu chính lớn lắm, chuột cái lợi chuột cái lợi gì năm nào cũng có thể mấy đâu bên là bên mà cứu rồi dạ, mà hỏi đâu qua hiểu rồi nè. Thành ra bây giờ sao giải phóng gì thì người ta tu có sai, vì thế lúc mà bảo ra cái này để chuột lại ông thằng cũng muốn chạy thôi chứ ông sự đặt ông không dám nữa. Còn mình phải nói mấy chục năm nay giờ bắt đầu nói ra nói tôi cũng không dám mới gì đó chửi nát hết. Giờ khoảng thế gì? Giờ câu hỏi hiện tại hết, ta nói chuyện chùa xin nhìn của đại giá ngày hôm nay.